chương 31 31 Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com Xuống máy bay, nhạc ninh thẳng đến nhạc gia Ở trên xe khi nhạc ninh cấp chính mình hóa cái trang Mắt trang không họa, ánh mắt phía dưới đồ điểm bóng ma Biến thành mắt thâm quần Đem sau môi lau, môi chuẩn bị phấn nền Nhưng nàng khí sắc thoạt nhìn càng tái nhật Đơn giản hóa trang qua đi Nhạc ninh nổi lên một lát, chờ nước mắt chảy ra mới hỏi tiểu triệu, thế nào? Ngạch. Rất thảm thôi. Tiểu triệu khóe miệng trừ trừ, ninh tỷ ngươi như vậy đi gặp người nhà ngươi thật sự được không? Ta cảm thấy rất tốt, nhạc ninh đem tóc đánh tan, sau đó dùng một căn da cân tùy ý trác, vỗ vỗ chỗ ngồi nói với tiểu triệu, ngươi ở dưới lầu chờ ta. Không cần ta cùng ngươi đi lên sao? Không cần. Nhạc ninh kéo mở cửa xe đi xuống. Trừ bỏ thang máy, nhạc ninh đi đến cửa nhà, ấn chuông cửa. Môn rất nhanh mở, thẩm mai nhìn đến nhạc ninh, vội vàng ân cần đem nàng nên đi vào, há mồm sẽ tố khổ. Theo, nhạc ninh trực tiếp đánh gãy thẩm mai trong lời nói. Mẹ, ngươi cấp tấn vinh gọi điện thoại. Nhạc ninh ngữ khí rất nghiêm túc, thẩm mai dọa sửng sốt, thanh âm không có gì lo lắng. Không phải ngươi nói nhường ta tìm tấn vinh sao? Như thế nào, hắn nói ngươi. Nhạc Ninh nghe vậy lấy tay ngăn trở ánh mắt, xoay người sang chỗ khác. Nhạc Bình Sơn nhìn đến cũng đi tới, lo lắng hỏi. Ninh Ninh, phát sinh chuyện gì? Cùng ba mẹ nói nói. Nói với các ngươi. Nói với các ngươi hữu dụng sao? Nhạc Ninh mạnh xoay người rống to, nước mắt không ngừng lưu lại, các ngươi cũng chỉ hội bức ta. Nhạc Môn bị khai trừ liền bức ta cho hắn tìm trường học, tìm được trường học không vừa lòng liền buộc ta cho hắn đổi cái trường học. Có phải hay không bức tử ta các ngươi tài cam tâm? Nhạc Ninh nói xong vọt tới ban công, thân thủ mở ra thủy tinh sẽ nhảy xuống, may mắn bị đuổi theo Nhạc Bình Sơn ngăn lại ôm xuống dưới. Nhạc Bình Sơn đem Nhạc Ninh ôm đến phòng khách, quan thượng cửa sổ sát đất môn nói với Nhạc Ninh. Ba mẹ cũng là không có cách nào mới tìm ngươi, thế nào muốn bức tử ngươi đâu. Con rể đến cùng cùng ngươi nói cái gì? Thẩm Mai cũng đi theo phụ họa nói. Đúng vậy, con rể đến cùng nói cái gì? Không phải là một cái trường học sao, hắn thế nào sẽ không chịu đáp ứng hỗ trợ? Mông mông tốt xấu là hắn cậu em vợ đâu? Nhạc Ninh ngẩng đầu, đỏ hồng mắt xem nhạc Bình Sơn cùng Thẩm Mai, cười lạnh một tiếng. Cậu em vợ. Mẹ ngài cho rằng Hạ Tấn Vinh là người bình thường. Gấp gáp cho ngươi làm con rể. Thẩm Mai thần sắc ngượng ngùng. Hả hắn. Hắn ở trong điện thoại không phải nói như vậy a. À. Hắn đó là cho ngươi vài phần mặt mũi. Ngươi nhường ta cầu hắn cấp nhạc môn tìm cái trường học, hảo, ta cầu, hắn cũng tìm, kết quả tìm ngài lại không vừa ý. Nhạc Ninh lau nước mắt nở nụ cười một tiếng, ngài có phải hay không cảm thấy Hạ Tấn Vinh mỗi ngày không có việc gì làm chuyên môn cấp con trai của ngươi liên hệ trường học là đủ rồi. Kia. Con rể nói như thế nào? Nhạc Bình Sơn hỏi. Nhạc Ninh theo đi trên đất đứng lên, thanh âm lãnh đạm. Đổi không xong, cái kia trường học, Nhạc Mông Yêu có đi hay không, dù sao ta là quản không xong. Ninh Ninh, Mông Mông là ngươi đệ đệ a, à, chẳng lẽ ngươi liền nhẫn tâm nhường hắn như vậy tuyệt thực đi xuống sao? Thẩm Mai lưu nước mắt nói. Nhạc Bình hướng Nhạc Mông phòng xem qua đi, bên ngoài ầm ỉ lâu như vậy, Nhạc Mông phòng động đều không động một chút. Nhạc Ninh trong lòng cười lạnh. Đại bước qua, mở ra cửa phòng nhìn đến nhạc mông ngồi ở trên giường, hai tay phủng di động ở đánh trò chơi, chỉ vào nhạc mông hỏi. Cái này gọi là tuyệt thực. Nhạc mông nhìn đến nhân tiếng vào, vội vàng hái được tai nghe tắt đi di động, thẹn quá thành giận hỏi. Ngươi thế nào không lên tiếng kêu gọi liền tiếng phòng ta? Nhạc Bình Sơn cùng Thẩm Mai đều đi lại, Thẩm Mai thần sắc xấu hổ. Khả hắn không chịu ăn cơm A. À. Nhạc Ninh trực tiếp đi vào xốc lên nhạc mông chăng gối đầu nhạc mông tức giận đến không được lớn tiếng kêu nhạc ninh ngươi làm chi nhạc ninh không nói chuyện mở ra một bên tủ quần áo đem bên trong cuốn thành một đoàn quần áo cũng lục ra đến ném tới thượng tùy theo rơi xuống có mấy bao chưa ăn hoàng đồ ăn vặt. ninh ninh nhạc bình sơn trong lời nói im bạc đình chỉ nhìn về phía nhạc mông chống lại phụ thân ánh mắt nhạc mông chột dạ không thôi cúi đầu nói ta cũng không biết này đó vì sao ở trong phòng ta. Ninh ninh, mông mông hắn. Nhạc ninh không nói chuyện, đem cái khác này nọ toàn bộ lục ra đến, đem giấu ở tủ quần áo, bàn học lý đồ ăn vặt đều tìm ra, ném tới bên ngoài, đối nhạc mông nói. Ngươi không đi trường học, có thể, ta cho ngươi ba ngày thời gian, trong ba ngày này ngươi không ăn một miếng này nọ, liền đợi ở trong phòng ta liền cho ngươi đổi cái trường học ta quỳ gối hạ tấn vinh trước mặt đều cho ngươi đổi cái trường học. Nhạc ninh rống lớn, đem nhạc bình sơn cùng thẩm mai đều dọa, thật lâu không nói chuyện. Nhạc ninh ngươi cái độc phụ. Ngươi không phải ta tỷ tỷ, Ta không có ngươi như vậy tỷ tỷ. Nhạc bình sơn một cái tác vung ở nhạc môn trên mặt, nhạc môn che gò má, không dám tin xem phụ thân. Ba ngươi đánh ta. Ngươi cư nhiên đánh ta. Ta đánh chính là ngươi nhạc bình sơn nói xong nâng tay vừa muốn đánh lại bị thẩm mai ngăn cản thẩm mai khóc thiên kêu bình sơn ngươi làm gì hắn là con trai của ngươi a à? đều là ngươi quán ngươi xem hắn đều thành bộ dáng gì nữa đánh nhau ghi tội bị khai trừ chỉ biết là cùng người trong nhà ngoạn tâm nhãn trường học hắn yêu có đi hay không không đi liền cút cho ta lăng rất xa đừng nghĩ ngươi lão tử lại cho ngươi một phân tiền Nhạc Bình sơn trống hoàng, xoay người đi đến Nhạc Ninh trước mặt, vẽ mặt ấy nấy nói: "Ninh Ninh, thực thực xin lỗi, ngươi cùng con rể nơi đó." Nhạc Ninh cười khổ nói: "Ba ta đi trở về, không ở nhà ăn cơm." Nhạc Ninh nhìn xem Nhạc Môn phòng, Nhạc Môn khóc không kịp thở, Thẩm Mai nhẹ giọng lời nói nhỏ nhẹ dỗ hắn, bất đắc dĩ nói: "Ngài xem trong nhà như là có thể chỗ ăn cơm sao?" Ninh Ninh, con rể nơi đó nhạc bình sơn dừng một chút không biết nên nói như thế nào đây là sự thật gia đình chênh lệch quá lớn nhạc bình sơn căn bản không có khả năng giống phổ thông cha vợ giống nhau răng dạy hạ tấn vinh nhưng hắn đối chính mình nữ nhi hảo một điểm nếu yêu thương nữ nhi biết được con rể đối nữ nhi không tốt khả năng sẽ làm nữ nhi ly hôn nhưng nhạc gia không phải cho nên nhạc bình sơn muốn nói lại thôi căn bản không có lo lắng nói ra câu nói kế tiếp Nhạc Ninh đối nguyên chủ cha mẹ căn bản không có báo qua gì chờ mong, nàng chỉ hy vọng ổn định Nhạc Bình Sơn vợ chồng, bọn họ không cần cho nàng thống rắc rối là đủ rồi, cái khác Nhạc Ninh căn bản không cần. Cho nên Nhạc Ninh chính là nói, ta đi rồi. Suốt môn sau, Nhạc Ninh đội kính râm, thẳng đến lên xe mới đưa kính râm hái xuống, dùng nước khoáng tẩy trang. Tiểu triệu phát động xe hơi hỏi, Ninh tỷ ngươi không sao chứ? Không có việc gì nhạc ninh ngẩng đầu lộ ra một cái tươi cười ta hảo đâu tá hoàng trang nhạc ninh tài có tâm tư hỏi tiểu triệu ngươi có biết kinh thành có cái gì ăn ngon nhà ăn sao hoàn cảnh tốt một điểm ẩn nấp một điểm tốt nhất đồ ăn hương vị cũng không sai tiểu triệu suy nghĩ một chút nói hai nhà nhà ăn nhớ trần tục là lương phàm khai cơ bản chỉ tiếp đãi trong vòng nhân đồ ăn chủ đánh là hoài dương đồ ăn hương vị rất không sai cơm tây trong lời nói, Elip không sai, tương đối xa hoa, cũng là trong vòng người đi nhiều lắm. Nhạc Ninh nghĩ nếu ăn cơm tây không bằng đi nhã mộng, bởi vậy nói. Ngươi có biết nhớ trần tục địa chỉ cùng thực đơn sao? Ta trong di động có, ta đây đợi phát cho ngươi. Ân. Ừ. Tiểu triệu đem Nhạc Ninh đưa đến gia, đem nhớ trần tục tư liệu phát cho Nhạc Ninh. Hắn phát tới được tư liệu thực đầy đủ hết, trừ bỏ địa chỉ cùng thực đơn ở ngoài, còn có rất nhiều ảnh chụp, bao gồm nhà ăn ngoại đường nhỏ, cùng với trong phòng ăn mặt trang hoàng, còn có xanh sao ảnh chụp. Nhạc Ninh một bàn tay lôi kéo rương hành lý, một bàn tay lấy di động hướng bên trong đi. Đi tới cửa bị hạ cảnh thần ôm lấy, Nhạc Ninh không chú ý tới, thiếu chút nữa liền phát hoảng. Như thế nào? Mẹ, không thể cúi đầu ngoạn di động Nga. Hạ cảnh thần nghiêm trang nói. Nhạc Ninh nở nụ cười, xoay người hôn tiểu gia hỏa một nguồn. Thật có lỗi, mẹ về sau sẽ chú ý. Hạ cảnh thần tiếp tục nghiêm trang. Biết sai liền sửa chính là hảo hài tử. Nhạc ninh chịu đựng cười, đem trương hành lý kéo vào đi, cùng phùng khôn đánh thanh tiếp đón ngồi ở trên sofa, đang chuẩn bị cấp hạ tấn vinh gọi điện thoại, nghĩ nghĩ hỏi. Phùng quản gia, tấn vinh có ủy bộ hào sao? Phùng khôn chần chờ một chút nói. Này! ta không rõ lắm. Nga, ta thử một chút tốt lắm. Nhạc Ninh nói xong ở uy chắc tìm tòi một chút, quả nhiên lục soát một cái uy bộ hào, tên là He, ảnh bán thân đều là trống rỗng. Nhạc Ninh phát ra điều bạn tốt thỉnh cầu đi qua, đợi một lát không thấy Hạ Tấn Vinh trở về, vẫn là chỉ có thể cho hắn gọi điện thoại. Điện thoại nhưng là rất nhanh chuyển được, Nhạc Ninh mở miệng câu nói đầu tiên là Ngươi ngoạn uy chắc sao? ước chừng là không nghĩ tới nhạc ninh há mồm hỏi cái này hạ tấn vinh ngay ra một lúc nói có uy chát không thường ngoạn thế nào ta vừa rồi bỏ thêm ngươi ngươi còn chưa có hồi nhạc ninh giải thích nói ngươi ăn hoài dương đồ ăn sao ăn kia ăn hoài dương đồ ăn được không hoặc là ăn cơm tây mẹ ngươi ở cùng ba ba gọi điện thoại sao hạ cảnh thần ngồi ở một bên nhỏ giọng hỏi ân Nhạc Ninh nhẹ giọng trả lời. Hạ Tấn Vinh trầm thấp thanh âm truyền tới. Hoài Dương đồ ăn có thể. Khi đi, ngươi nhanh chút thêm ta, ta đem nhà ăn địa chỉ phát cho ngươi, ngươi buổi tối mấy điểm tan tầm. Bất định, tùy ngươi thời gian đi. Vậy lục điểm đi. Có thể. Hạ Tấn Vinh nói xong lại hỏi, trong nhà ngươi chuyện thế nào? Hẳn là giải quyết. Hảo, có vấn đề nói với ta. Nhạc Ninh cười cười, nói với Hạ Cảnh Thần. Thần thần muốn hay không cùng ba ba nói chuyện. Hạ Cảnh Thần do dự một chút. Ta. Nhạc Ninh đã đưa điện thoại di động dán tại Hạ Cảnh Thần bên tai. Hạ Cảnh Thần nhấp miếng môi, có chút khẩn trương nói. Ba ba, bái. Không biết đầu kia điện thoại nói gì đó. Nhạc Ninh cầm lấy di động khi Hạ Tấn Vinh đã cắt đứt. Nhạc Ninh đưa điện thoại di động thu hồi tới hỏi chúng ta buổi tối đi ra ngoài ăn cơm được không? thật vậy chăng? tiểu gia hỏa ánh mắt sáng lên đến, kia có thể đi ngồi xe sao? chạm vào chạm vào xe. nhạc ninh hỏi. ừ ừ. hôm nay không được nga, ngày mai đi. mẹ ngày hôm qua công tác rất mệt a. À? nhạc ninh nằm ở trên sofa nói. hạ cảnh thần nhất thời vẻ mặt đau lòng nói. khi mẹ ngươi hảo hảo ngủ. nhạc ninh nhịn không được cười rộ lên nhéo nhéo gương mặt hắn, đứng dậy lấy thượng trương hành lý. Ta còn là trở về phòng ngủ ngon, thần thần ngươi muốn hay không ngủ. Tiểu gia hỏa không có nửa điểm do dự, cầm nhạc ninh thủ, lớn tiếng nói. Muốn. Ta muốn cùng mẹ cùng nhau ngủ. Không, CV Bilovelli đây, không. Bạn thích bộ truyện này. Yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video. Chương 32 32 bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com cuối tuần mãnh liệt chiến mỗi kỳ thu chủ yếu khách quý hội trước tiên công bố có đôi khi kịch tổ cùng tiến lên cũng sẽ trực tiếp viết 20 kịch tổ lần này truy kích thu tin tức lộ ra đến trên mạng ngay tại truyền dịp thiệu cùng nhạc ninh chia tay sau hay không lại đồng khuôn ngày hôm qua thu kết thúc liền có người ở trên mạng nói ra hai người đồng khuôn tin tức trong lúc nhất thời dư luận đều tạc Diệp Thiệu bạn gái phấn phần lớn điên cuồng, ở trên mạng mắng to nhạc ninh, nhưng nàng cách chính mình ca ca xa một chút. Đương nhiên cũng có lý trí phấn, tỏ vẻ này chỉ là vì thực hiện hiệp ước, cũng không có nghĩa là dịp thiệu cùng nhạc ninh trong lúc đó sẽ phát sinh cái gì, còn cố ý hoa trọng điểm thuyết minh, nhạc ninh đã kết hôn. Nhưng tê bức chủ yếu nhân tố đã đạt thành, nhạc ninh phía trước thử kính biểu hiện cũng kéo nhất ba hảo cảm, hơn nữa nàng hắc phấn sức chiến đấu luôn luôn cường, hai bên nhất thời tê thiên hôn địa ám. Nhạc Ninh nhìn xem dở khóc dở cười, nhớ tới chính sự, trước đến hảo nhà ăn vị trí, sau đó lại cấp Uông khiết gọi điện thoại, biểu đạt hy vọng nhiều thỉnh một cái nữ trợ lý ý tưởng, nàng cũng nói thẳng, nữ trợ lý tiền lương nàng có thể chính mình đào. Uông khiết nghe xong vỗ đầu nói, ngươi xem ta, gần nhất bận hồ đồ, đang chuẩn bị cùng ngươi nói việc này đâu, ngươi tiến tổ quay phim một trợ lý khẳng định không đủ, ta cũng nói nhiều cho ngươi an bày vài cái trợ lý, về phần tiền lương cái gì, công ty có này phí dụng, nơi nào cần ngươi tới đào, ngươi ngày mai có thể hay không? Đến công ty nhìn xem nhân. Quân tỷ ánh mắt ta là tin tưởng. Nhạc ninh cười nói. Quân khiếp cũng không nói thêm nữa, cười hỏi tiếp mục thu chuyện, nhạc ninh chỉ nói hết thảy đều hảo. Nhớ trần tục khai ở trong ngõ nhỏ, môn mặt tiểu, đi vào hành lang thật dài, ngọn đèn u ám mờ nhạt, núi giả dòng chảy, ý cảnh phá lệ mỹ bên trong ngọn đèn vẫn như cũ không lượng đại sảnh rộng mở bàn cùng bàn trong lúc đó dùng lục thực ngăn cách giữ lại độc lập tính phóng mắt nhìn đi cũng có thể nhìn đến mấy bàn nhân đều thấp giọng nói chuyện với nhau trong đại sảnh phóng mềm nhẹ âm nhạc như nước bình thường chỉnh thể hoàn cảnh đều là thực yên tĩnh ấm áp hạ cảnh thần vào cửa sau thanh âm đều rơi chậm lại không ít nhẹ giọng hỏi nhạc ninh mẹ chúng ta ở trong này ăn cơm sao ân ừ. Nhạc Ninh không tính là lưu lượng, nhưng cũng có chút danh khí, hơn nữa phía trước thử kính chuyện nhiệt độ rất cao, nhà ăn nhân viên tạp vụ nhận ra nàng, đem nhân mang đi vào. Nhân viên tạp vụ xuyên qua ở trong đại sảnh, nhưng mặc kệ nam nữ, tiếng bước chân đều rất nhẹ, cơ hồ nghe không thấy. Nhạc Ninh đi theo nhân viên tạp vụ phía sau đi vào phòng, gọi cơm. Nàng vừa ngồi xuống, có người đi lại gõ cửa, Nhạc Ninh hô thanh. Mời vào một người nam nhân đẩy cửa tiến vào, hắn thân cao diện mạo đều bình thường, xem nhạc ninh ánh mắt có chút ngượng ngùng. Vừa rồi ta xem bóng lưng liền cảm thấy giống ngươi, không nghĩ tới thật sự là, ngươi, ngươi. Nhạc ninh xuyên qua đến trong khoảng thời gian này, thường xuyên xem ủy bộ bát quái, nàng trí nhớ hảo, xem qua nhân phần lớn có thể nhớ được. Khả trước mắt người này, nhạc ninh hoàn toàn không biết. Bởi vì không biết, cũng không dám trực tiếp hỏi, ngươi là ai, bởi vậy trầm mặt xem hắn mẹ hắn là ai vậy a à? tòa ở bên trong hạ cảnh thần nhô đầu ra vẻ mặt tò mò hỏi nhạc ninh nhạc ninh không nói chuyện nam nhân đã mở miệng nói hắn hắn là con của ngươi ánh mắt hắn co rúng lại như là có chút khó lấy nhận là nhạc ninh gật đầu nói nam nhân phục hồi tinh thần lại hắn là ngươi trượng phu con đi tiểu bằng hữu ngươi hảo ta gọi Trần Chiêu, là mẹ ngươi bằng hữu. Tên này Nhạc Ninh vẫn như cũ không biết. Nguyên chủ xuất đạo tới nay, trừ bỏ hai đoạn tình cảm lưu luyến, tinh tình cảm nhất đống lớn, nhưng này chút đối tượng không có một kêu Trần Chiêu nhân. Nhạc Ninh nghĩ nghĩ nói. Thật có lỗi, Trần Tiên Sinh, ta cùng ta Tiên Sinh hẹn cùng nhau ăn cơm. Trần Chiêu sắc mặt trắng nhợt, gật gật đầu nói. Nga nga, hảo, hảo hắn thất hồn lạc phách lui ra ngoài. Trần Chiêu vừa đi, hạ cảnh thần đã nói. Mẹ, ta không thích hắn. Nhạc Ninh nhu nhu hạ cảnh thần đầu, không nói gì, cúi đầu ở trên di động sưu Trần Chiêu tên, quả nhiên tra ra Trần Chiêu tư liệu. Trần Chiêu là nổi danh nhiếp ảnh gia, 33 tuổi, chưa hôn độc thân, từng cấp nguyên chủ trực qua một bộ tả chân. Nhạc Ninh nhìn hạ tả chân ảnh chụp, này trong ảnh chụp, miên chủ hoặc thanh thuần hoặc quyến rũ, ánh mắt so với quay phim khi có nội dung nhiều lắm. Nhạc Ninh xem, trong lòng mơ hồ có đoán, trong lòng không khỏi cảm thán một tiếng nguyên chủ hoa đào nhiều lắm. Rất nhiều thành công nhân sĩ đều có một cộng đồng đặc điểm, đúng giờ, hạ tấn vinh đồng dạng như thế. Nói hảo 6 giờ ăn cơm, hắn tuyệt không trễ một phút, cũng cơ bản không có trước tiên đến, nhìn đến Nhạc Ninh cùng con, chính là gật gật đầu nói. Đến. Nhạc Ninh gật gật đầu ta điểm đồ ăn, ngươi xem thực đơn, muốn hay không lại thêm chút gì. Hạ Tấn Vinh trước thoát trên người Tây Trang áo khoác, sau khi ngồi xuống lại đem tay áo cởi bỏ, đem ống tay áo hướng lên trên vãng một điểm, lộ ra thủ đoạn. Tay hắn thực rộng rãi, ngón tay thon dài, móng tay sửa chữa ngay ngắn chỉnh tề. Nhạc Ninh ánh mắt cuối cùng dừng ở trên đầu hắn, lượt có chút kinh ngạc hỏi. Ngươi đổi kiểu tóc. Hạ Tấn Vinh thần sắc bình tĩnh. Ân, vừa đổi. Tân kiểu tóc vẫn như cũ là sau này sơ, nhưng tóc của hắn nóng một điểm, tóc hơi chút xỏa tung, bên tai tóc so với phía trước muốn đoạn, chỉnh thể thoạt nhìn 10 phần khoan khoái. Hắn phía trước kiểu tóc cũng không xấu, nhưng càng thành thục một điểm, này khoảng kiểu tóc tuy rằng không sai biệt lắm, nhưng thoạt nhìn liền càng hiển tuổi trẻ. Nhạc Ninh hiện tại mới phát hiện, nguyên lai hạ tấn vinh bộ dạng kỳ thật đỉnh tuổi trẻ, 30 xuất đầu người, hoặc nhìn cùng hơn 20 tuổi trẻ tuổi nhân không có gì khác biệt, chủ yếu là làn da đặc biệt hảo. Kỳ thật Hạ Tấn Vinh không tính đặc biệt bạch, nhưng làn da tinh tế, cơ hồ nhìn không thấy lỗ chân lông, lông mày thẳng chỉnh tề, hồ cặn bã sửa chữa sạch sẽ. Nhạc Ninh cười nói, này kiểu tóc thực thích hợp ngươi. Hạ Tấn Vinh khóe môi bất động thanh sắc gợi lên đến, thanh âm lại thản nhiên. Phải không? Khép lại thực đơn, liền này đó đi hạ cảnh thần mắt thấy ba mẹ tán gẫu hồn nhiên đã quên chính mình lớn tiếng nói mẹ ta cũng đổi tân kiểu tóc nhạc ninh đem tiểu gia hỏa đầu tả kháng hữu kháng cũng không phát hiện nơi nào cùng nàng ngày hôm qua rời đi khi có cái gì bất đồng nghi hoặc hỏi nơi nào thay đổi thật dài a à. tiểu gia hỏa đương nhiên nói còn dùng ngón tay sờ nói thật dài nhiều như vậy nhạc ninh cũng sửng sốt một chút sau đó vẽ mặt khoa trương nói Ngươi tân kiểu tóc siêu xoái. Hạ tấn vinh khóe miệng vi triều, nói với nhạc ninh. Ngươi đừng cái gì đều nâng hắn. Ta cảm thấy rất tốt a. À. Nhạc ninh cười. Phòng môn lại bị sao khai, nhân viên tạp vụ bưng thức ăn tiến vào. Vào nhân viên tạp vụ hiển nhiên là trong đó một cái, hắn thân cao một M8 nhiều, tóc là đương thời lưu hành trung phân, bàn tay mặt, môi hồng răng trắng, tuấn tú phi thường. Nhạc Ninh vừa rồi tiến vào khi liền cảm thấy nơi này nhân viên tạp vụ bộ dạng hảo, hiện tại lại nhìn đến một cái tiểu soái ca, không khỏi nhìn nhiều hắn hai mắt, đợi nhân đi rồi sau nói với Hạ Tấn Vinh. Nơi này chưa phục vụ sinh là dựa theo nghệ nhân tiêu chuẩn tuyển sao. Hạ Tấn Vinh gật đầu. Liền là như thế này. Lương Phàm là có tiếng ngang khống, chiêu nhân viên tạp vụ cũng là như thế, vừa thấy thân điều, nhị xem mặt, bởi vậy nhớ trần tục lý nhân viên tạp vụ nam soái nữ Mỹ, đều là nhan trị đảm đương. Nhớ Trần Tục lui tới trong vòng nhân nhiều, cũng từng đi ra qua vài cái minh tinh, trong đó tối hồng đã là tam tuyến. Nguyên nhân vì như thế, không ít đối vòng giải trí có mang khát khao trẻ tuổi nam nữ tể phá cuối đầu tiếng nhớ Trần Tục. Nhạc Ninh lại không rõ ràng này đó, vẻ mặt kinh ngạc nói. Thật sự, không có khả năng đi. Hạ Tấn Vinh đem tình huống nói, Nhạc Ninh trong lòng thầm kêu không tốt, nàng là trong vòng nhân, cho dù không có tới qua cũng không đến mức không nghe nói qua không khỏi cười gượng nói nguyên lai like là như vậy ta phía trước giống như cũng nghe nhân nhắc tới qua phải không hạ tấn vinh tự tiếu phi tiếu nói nhạc ninh tổng cảm thấy ánh mắt hắn như là xem thấu cái gì bản năng tính đem đề tài hướng hạ tấn vinh trên người bản thân mang xem ra ngươi thường đến a à. đã tới hai lần hạ thị có giao thiệp với giải trí sản nghiệp sao Hạ Tấn Vinh cười khẽ. Trước kia không có, không có nghĩa là về sau cũng không có. Gần chút năm điện ảnh thị trường hỏa bạo, giải trí sản nghiệp đúng là tối kiếm tiền thời điểm, không ít tư bản dũng mãnh vào, vài năm thời gian nội mở lớn lớn nhỏ nhỏ thượng bách gia ảnh thị công ty. Có tiền kiếm địa phương, ai đều muốn đi vào phân một ly canh, Hạ Tấn Vinh là cái thương nhân, cũng là như thế. Nhạc Ninh gật đầu, không lại hỏi nhiều. Đồ ăn lục tục đi lên, ba người khai ăn. Hạ Cảnh thần tuổi còn nhỏ, hắn vốn sẽ không là thực hội cầm đũa, hơn nữa thân cao không đủ, xa địa phương đồ ăn căn bản hiệp không đến. Nhạc Ninh nhìn đến sau, đem đồ ăn hiệp đến trong đĩa nhường hắn ăn. Này đối Nhạc Ninh mà nói là thực bình thường bất quá chuyện, nàng tuy rằng không quá hội chiếu cố nhân, nhưng hiệp đồ ăn loại sự tình này nhất tay chi lao. Nhưng Hạ Tấn Vinh lại nói: "Ngươi thực hội chiếu cố nhân." nhạc ninh nghe vậy bật cười nào có ta có thể chiếu cố chính mình sẽ không sai lầm rồi ngươi đối chính mình nhận thức khả năng phân biệt sai là ngươi rất cao xem ta nhạc ninh cười cấp hạ cảnh thần trước mặt cái cốc đến bán chén nước đặt ở hắn thân thủ có thể đủ đến địa phương hạ tấn vinh đem này đó xem ở trong mắt nhưng không có tiếp tục nói tiếp mà là nhắc tới chuyện khác khi nào thì tiến tổ ngày sau như vậy. Nhạc Ninh cười cười. Bất khoái, này bộ kịch bản đến cũng đã trù bị tốt lắm, chỉ có mấy cái chủ yếu nhân vật không có xác định. Hạ Cảnh Thần nghe được bọn họ nói trong lời nói, ngửa đầu hỏi: Mẹ, ngươi phải đi sao? Ân. Ừ. Nhạc Ninh suy xét một chút tìm từ, đi công tác, mẹ muốn đi đi công tác. Hạ Tấn Vinh là thường xuyên đi công tác, Hạ Cảnh Thần tuy rằng không quá lý giải là có ý tứ gì nhưng cũng biết nhạc ninh hồi rời đi thật lâu, sắc mặt trở nên ảm đạm. không thể không đi sao? mẹ muốn công tác a? À? không thể không công tác sao? vậy ngươi có thể không đi học sao? nhạc ninh hỏi lại. hạ cảnh thần nghĩ nghĩ, cúi đầu nói. ta luyến tiếc mẹ. ngươi tưởng mẹ có thể cùng mẹ video clip được không? nhạc ninh xoa xoa tóc của hắn nói, mẹ bỏ thêm ba ba uy chát. Ngươi nếu tưởng mẹ, hay dùng ba ba di động theo ta video clip cốt lắm. Hạ cảnh thần ủ rũ. Được rồi. Nhạc ninh lúc lơ đảng đảo qua hạ tấn vinh, chỉ thấy hắn xem bọn họ, ánh mắt sâu thẳm, không khỏi hỏi. Như thế nào? Hạ tấn vinh cười. Không có gì. Vì vậy nhạc đệm, một bữa cơm ăn xong, tiểu gia hỏa cảm xúc không quá cao, hai tay bắt lấy nhạc ninh thủ không chịu buông ra, một bộ hoàn toàn ỷ lại bộ dáng. Nhạc Ninh không có biện pháp, chỉ có thể mang theo tiểu gia hỏa cùng đi tính tiền, Hạ Tấn Vinh cũng cầm lấy áo khoác theo kịp. Mới ra phòng, vừa đúng đụng tới Trần Chiêu, bên người hắn đi theo một nam một nữ. Nhìn đến Nhạc Ninh, Trần Chiêu mặt lộ vẻ vui sướng, nhưng tiếp theo dây nhìn đến Hạ Tấn Vinh, lại mặt lộ vẻ ảm đạm, miễn cố cười nói: "Nhạc Ninh, Hạ tiên sinh" Nhạc Ninh nhìn đến Hạ Tấn Vinh tựa tiếu phi tiếu thần sắc, vội vàng vãn trụ Hạ Tấn Vinh thủ nói. Đây là ta tiên sinh, Hạ Tấn Vinh, con ta, Hạ Cảnh Thần. Lại chỉ vào Trần Chiêu nói với Hạ Tấn Vinh, vị này là Trần Chiêu, nhiếp ảnh gia, hắn giúp ta chụp qua một bộ tả chân, chụp đặc biệt hảo. Giới thiệu hoàng sau Nhạc Ninh lại cười nói. Trần tiên sinh thật lâu không thấy, không nghĩ tới hôm nay ở trong này đụng tới. Thực khéo vừa nói vừa xem Hạ Tấn Vinh, hy vọng hắn có thể lĩnh hội nàng tỏ vẻ cùng Trần Chiêu không quen ý tứ. Ai biết Hạ Cảnh Thần vẻ mặt nghi hoặc hỏi. Mẹ, chúng ta không là vừa vặn còn gặp qua thúc thúc sao? Hạ Tấn Vinh thân thủ vãn trụ nhạc ninh vòng eo, đem nàng kéo đến bên người bản thân, tự tiếu phi tiếu. Nga, kia thật đúng là khéo. Tác giả có chuyện muốn nói. Nhạc ninh. Thích ta nhân nhiều lắm thủng sao làm, không, cv below validate, không. Bạn thích bộ truyện này. Yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video. Chương 33 33 Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio.com Nhạc ninh Nhạc ninh không lời nào để nói, nhưng còn phải nỗ lực giải thích. Chính là vừa rồi trùng hợp gặp được, là đi, Trần Tiên Sinh. Trần Chiêu nhìn xem nhạc ninh lại nhìn xem Hạ Tấn Vinh, ánh mắt ảm đạm. "Là, là. Ta cùng ta tiên sinh còn có việc, đi trước, tái kiến." Nhạc Ninh xung Trần Chiêu xua tay, một tay kéo Hạ Tấn Vinh cánh tay, một tay nắm Hạ Cảnh Thần đi ra ngoài. Đi ra ngoài là một cái ngõ nhỏ, lộ là đá lát lộ, đèn đường mờ nhạt, ngọn đèn ở trong bóng đêm lay động, phóng mắt nhìn đi, không có một bóng người. Mới ra môn, Nhạc Ninh liền buông ra Hạ Tấn Vinh cánh tay nhưng hạ tấn vinh nhưng không có buông ra lâu chủ nàng vòng eo thủ cái tay kia rộng rãi trong lòng bàn tay ẩm nóng nhiệt độ xuyên thấu qua đơn bạc quần áo truyền đến trong thân thể nhạc ninh lược có chút không được tự nhiên nhẹ giọng nói phải đi về ân ừ. hạ tấn vinh vẫy tay xe hơi đứng ở bọn họ trước mặt hạ tấn vinh kéo mở cửa xe hơi hơi xoay người nói với nhạc ninh lão bà lên xe nhạc ninh xuyên qua đến lâu như vậy vẫn là lần đầu tiên nghe hạ tấn vinh trực tiếp kêu nàng lão bà này một tiếng lôi nhạc ninh không được can cười nói ngươi bảo ta nhạc ninh thì tốt rồi nga ngươi không phải lão bà của ta sao hạ tấn vinh quay đầu nhìn về phía chạy tới cửa trần chiêu hắn ánh mắt si ngốc xem nhạc ninh hạ tấn vinh hơi hơi khuynh thân tiến đến nhạc ninh bên tai đè thấp thanh âm nói vẫn là ngươi không nghĩ để cho người khác nghe được. Nhạc Ninh theo Hạ Tấn Vinh ánh mắt xem qua đi, một đôi thượng trần chiêu ánh mắt đã nghĩ mắng chửi người, nhưng nàng nhìn xuống, nét mặt biểu lộ khuôn mặt tươi cười, đem Hạ Cảnh Thần ôm lấy đến phóng tới trong xe. Con, chúng ta về nhà. Ngồi vào trong xe sau, Nhạc Ninh đối Hạ Tấn Vinh nhuyễn tiếng nói nói. Lão công, đi. Hạ Tấn Vinh mỉm cười, kéo mở cửa xe ngồi vào đi. Hắn vừa tiến đến, nhạc ninh liền hướng bên cạnh ngồi tọa cùng hạ cảnh thần dán nhanh điểm tiểu gia hỏa ngưỡng mặt nói mẹ nhạc ninh cắn răng nhéo nhéo hạ cảnh thần gò má không có việc gì chuyện này cũng trách không được hạ cảnh thần chỉ có thể nói nàng không hay ho hảo xảo bất xảo gặp được trần chiêu cố tình trần chiêu đối nguyên chủ có ý tứ cho dù còn không hiểu được che lấp may nguyên chủ cùng hắn không có gì nếu có chút gì nàng lại nhiều một trương miệng cũng xả không rõ nhạc ninh nghĩ như vậy nhìn về phía hạ tấn vinh hắn bán hiếp mắt thần sắc bình tĩnh nhìn không ra cảm xúc hạ tấn vinh là phi thường giỏi về khống chế cảm xúc nhân bởi vậy nhạc ninh luôn luôn cảm thấy hạ tấn vinh biểu hiện ra ngoài ghen cũng không nhất định là thật ghen có khả năng chính là đối nàng một loại cảnh cáo nhưng nhạc ninh cũng không quá xác định chính là như vậy cảm thấy mà nàng nghĩ như vậy nguyên nhân Xét đến cùng vẫn là cảm thấy nàng ở Hạ Tấn Vinh trong lòng không có như vậy trọng yếu. Bên ngoài nói Hạ Tấn Vinh bị nguyên chủ sắc đẹp sở hoặc, nhưng Nhạc Ninh cảm thấy này thuần túy là này phóng viên nói bừa. Thế nào? Hạ Tấn Vinh hơi hơi nghiêng đầu, khóe môi hơi hơi gợi lên, tự tiếu phi tiếu xem Nhạc Ninh. Ngươi rất mệt sao? Nhạc Ninh nghẹn nửa ngày, chỉ nghẹn ra như vậy một câu. Hạ Tấn Vinh khẽ cười một tiếng. Hoàn hảo, giữa trưa không ngủ thấy. Qua! Wow. Ngươi còn có ngủ trưa sao? Ta cũng không phải người máy, cũng cần nghỉ ngơi thời gian. Nhạc Ninh làm như có thật cực đầu. Ta còn tưởng rằng ngươi là cái loại này công tác cùng, suốt ngày đều đang vội công tác. Nàng vừa nói vừa nhẹ nhàng vuốt ve hạ cảnh thần đầu, hắn đang ngủ, thân mình ghé vào nhạc ninh trên đùi. Trên xe hẹp hòi, tiểu gia hỏa ngủ thật sự không an ổn. Hạ Tấn Vinh lắc đầu cười khẽ, không nói chuyện. Về nhà sau, Hạ Tấn Vinh đem đứa nhỏ ôm đi ra ngoài, hắn hiển nhiên không thế nào ôm qua đứa nhỏ, thủ thế cũng không đối. Một bàn tay ôm hắn đùi, tay kia thì đỡ hắn lưng, ân, liền là như thế này. Nhạc Ninh chỉ đạo Hạ Tấn Vinh nói. Hạ Tấn Vinh điều chỉnh thủ thế, đem đứa nhỏ ôm lấy đến, hướng trong phòng đi đến. Phùng không theo trong phòng nên xuất ra, nhìn đến hạ tấn vinh ôm đứa nhỏ phản xạ tính đã nghĩ đem đứa nhỏ ôm xuống dưới không có việc gì ta đến đây đi phùng khôn thu tay đứng ở một bên hỏi tiên sinh phu nhân ăn cơm chiều muốn hay không lại ăn chút điểm tâm nhạc ninh nhìn về phía hạ tấn vinh hạ tấn vinh lắc đầu không cần tốt phùng khôn gật đầu lại cười nói đúng rồi sách mới phòng đã sửa sang lại tốt lắm tiên sinh phu nhân nếu không mau chân đến xem. Phùng Khôn vừa nói, nhạc ninh tài nhớ tới phòng ngủ chính cách vách phòng tựa hồ cải trang thành tiểu thư phòng. Hạ Tấn Vinh đem tiểu gia hỏa ôm trở về phòng, đưa hắn phóng bình ở trên giường, cho hắn đắp chăn xong tài nói với nhạc ninh. Đi xem. Ân. Ừ. Mấy người cùng đi tà đối diện phòng, phòng này không lớn, so với Hạ Tấn Vinh thư phòng muốn tiểu nhiều lắm phòng đối diện môn bên cửa sổ bày biện một trương đan nhân sofa cùng một trương bàn trà, trên bàn trà phóng một cái bình sứ, bình sứ lý cắm hai chi hoa. Một mặt tường bày biện văn kiện quỷ, cùng với giá sách, trên giá sách rải rác phóng thư, nhạc ninh tùy tay nhìn mấy bản, phát hiện đều là văn học, điện ảnh tương quan bộ sách. Này thư phòng là? Nhạc ninh nghi hoặc hỏi. Cho ngươi làm thư phòng, thế nào? Hạ Tấn Vinh tùy ý ngồi ở trên sofa hỏi. Nhạc Ninh không nghĩ tới cái này thư phòng cư nhiên là cho nàng, trong lòng nao nao, lại cười nói. Không tất yếu, ta cũng không quá dùng được với. Hạ Tấn Vinh tay phải khuỷu tay chống tại sofa trên tay vịn, bàn tay nâng cầm, nheo lại mắt. Nhạc Ninh người này, cái gì cũng tốt, nhưng có một chút, mọi việc không thích phiền toái người khác, mặc kệ người khác là thật tâm vẫn là hảo ý, nàng phản ứng đầu tiên đều là chống đẩy hạ tấn vinh suy tư về nhạc ninh như vậy tính cách tồn tại trong miệng không chút để ý nói ngươi không phải thường xuyên muốn xem kịch bản kịch bản ở nơi nào xem đều có thể a à, hơn nữa ngươi không phải nói nhường ta đi ngươi nhạc ninh nói tới đây nghĩ đến có lẽ là hạ tấn vinh cải biến chủ ý cho nên cho nàng cải trang ra một cái thư phòng nhưng tiếp theo dây hạ tấn vinh đã nói ta nhìn ngươi vẫn là ở trên giường hoặc là phòng khách xem kịch bản nghĩ đến ngươi không thích đi ta thư phòng. Nhạc Ninh đứng lại giá sách tiền, bàn tay không tự giác phiên quyển sách trên tay, thấp giọng nói: "Không phải không thích." "Ân, ừ, luôn cúi đầu đối xương cổ không tốt, ngươi về sau có thể ở trong này đọc sách, dù sao trong nhà phòng nhiều, cải trang một cái thư phòng không tính là cái gì, cho dù ngươi không thích nơi này, không cũng không quan hệ." "Ân." Ừ. Nhạc Ninh nghiêng đầu, Sung Hạ Tấn Vinh cười cười nhạc ninh tướng mạo thập phần làm cho người ta kinh diễm, ngũ quan sinh vừa đúng, khí chất thanh thuần mà quyến rũ, nhưng này là từng. Hạ Tấn Vinh lần đầu tiên nhìn thấy nhạc ninh, liền cảm thấy nàng thập phần am hiểu bày ra chính mình Mỹ, đối mặt bất đồng nam nhân, bày ra bất đồng tư thái, đem nam nhân câu ở trong lòng bàn tay. Chỉ tiếc, nàng không đủ thông minh, có thể câu nam nhân mắc câu, nhưng không cách nào đáng kể ôm lấy nam nhân. Nghĩ đến đây, Hạ Tấn Vinh lắc đầu, kỳ thật này đã đủ vừa lòng nếu không có như thế hắn làm sao có thể cùng với nàng lại tại kia dạng cơ duyên xảo hợp thời điểm quyết định kết hôn kết hôn về sau nhạc ninh trên người sẽ phát sinh lớn như vậy thay đổi nàng tính cách đại biến cũng thu liễm nàng mỹ nàng xem nhân ánh mắt không lại mang theo câu tử cười thời điểm không có tận lực tìm góc độ nhẹ nhàng khoan khoái lại nhường hạ tấn vinh đối nàng càng tò mò một người ở trong khoảng thời gian ngắn vì sao sẽ có lớn như vậy chuyển biến tò mò nhường hạ tấn vinh tới gần nhạc ninh hạ tấn vinh tưởng hoặc hứa nhạc ninh đã học xong như thế nào đáng kể ôm lấy một người nam nhân ít nhất ôm lấy hắn hắn xung nhạc ninh vẫy tay đi lại nhạc ninh vừa được hắn hảo trong lòng cảnh giác buông hơn phân nửa đi đến hạ tấn vinh trước mặt hỏi cái gì Hạ Tấn Vinh một tay lấy Nhạc Ninh kéo vào trong lòng, một tay ôm lấy Nhạc Ninh thắt lưng, một tay đè lại nàng đầu, môi áp ở trên môi nàng. Hạ Tấn Vinh hôn giống hắn người này, phi thường có xâm lược tính. Hắn dùng đầu lưỡi ôm lấy Nhạc Ninh đầu lưỡi, hấp cắn, nắm chặt đoạt Nhạc Ninh hô hấp. Nàng kịch liệt giải dụa, nhưng nàng vừa khéo ngồi ở Hạ Tấn Vinh trên đùi, vặn vẹo thân thể lao qua Hạ Tấn Vinh trọng yếu bộ vị, nơi đó có ngẩn đầu dấu hiệu nhạc ninh cả người đều cứng lại rồi trừng lớn mắt lăng lăng xem hạ tấn vinh trong ánh mắt có chút lo sợ liên hô hấp đều đã quên mắt thấy nhạc ninh sắp hít thở không thông hạ tấn vinh tài buông ra nàng bất đắc dĩ nói ngươi thế nào liên hô hấp đều đã quên nhạc ninh vội vàng đẩy ra hạ tấn vinh không có một quyết tâm ngã rơi trên mặt đất đau đớn nhường nhạc ninh phục hồi tinh thần lại nàng cúi đầu xoa đầu gối ngẩng đầu khi trên mặt mang theo giận dữ ngươi làm chi nha? Hạ Tấn Vinh xoay người, kéo qua nhạc ninh chân, thân thủ đè nhạc ninh đầu gối. Đau! Đau! Nhạc ninh trả lời nói năng có khí phách, loại này thời điểm, không đau cũng phải đau. Hạ Tấn Vinh đem nhạc ninh ôm lấy đến, phóng tới ngồi trên sofa. Ta nhường phùng không lấy điểm dược đi lại. Hạ Tấn Vinh rời đi thư phòng, nhạc ninh nhẹ nhàng thở ra, ngồi phịch ở trên sofa, lấy tay che ngực. Kiềm chế hạ nội tâm sao động Nhưng không thể không nói Hạ tấn vinh hôn kỹ tốt lắm Nhạc ninh trước kia cũng cùng công nhận Hôn kỹ tốt nam minh tinh chụp qua diễn Nhưng quay phim cùng trên thực tế Đến cùng là không đồng dạng như vậy Quay phim khi song phương đều thực khắc chế Chính là môi cùng môi đụng chạm Cũng không hội lại xâm nhập Nhưng như vậy thật hôn môi bất đồng Nhạc ninh chỉ cảm thấy chính mình tâm thần Đều phải bị hạ tấn vinh câu đi rồi Nhạc ninh nhịn không được đi hiểu ra nhưng hạ tấn vinh tiến bước chân nhường nàng mạnh mẽ phục hồi tinh thần lại, ngồi ngay ngắn, song tay nắm giữ đầu gối, xem vào nam nhân. Hạ tấn vinh mặc sơ mi trắng hắt tay khố, cầm trong tay một lọ dược dầu, đi đến nhạc ninh trước mặt ngồi xổm xuống, kéo qua đùi nàng, đổ ra dược dầu ở lòng bàn tay trà sát khai, đặt tại nhạc ninh trên đầu gối, nhẹ nhàng xoa bóp. Hắn hơi hơi cúi đầu, cúi mâu, thật dài lông mi che khuất sâu thẳm ánh mắt, mũi cao ngất, môi căng thẳng, thiếu bình thường tà khí, pha có vài phần cao lãnh cấm dục. Nhưng tiếp theo dây, Hạ Tấn Vinh ngẩng đầu, tự tiếu phi tiếu nói. Tự hồ mỗi một lần ta tưởng thân cận ngươi ngươi liền bị thương. Nhạc ninh biến sắc, thề thốt phủ nhận. Phải không? Ta thế nào không biết? Nga! Ngươi nói lần trước a, à, lần đó là ta mặc giày cao gót không chú ý, cùng lần này không giống với đi. Cho nên lần này hạ tấn vinh ngón tay thập phần hữu lực nắm bắt nhạc ninh đầu gối vốn không làm gì đau đều bị hắn ấn đau nhạc ninh cảm thấy hắn là ở trả thù ông chân ồn ào đau đau ấn nhấn một cái thì tốt rồi hạ tấn vinh lại xoa bóp hai hạ nới tay là ngươi ấn thật tốt nhạc ninh thân chen chân vào nghiến răng nghiến lợi nói hạ tấn vinh đứng dậy cười nhẹ việc nhỏ hắn đi đến phòng tắm, rửa tay lại trở về, đem dược dầu nắp vung cái thượng, khinh cười nói. Tốt lắm, chúng ta hiện tại đến nói chuyện chính sự. Ta vừa rồi thật sự không phải cố ý. Nhạc Ninh còn kém nhất tay thề. Hạ Tấn Vinh lắc đầu. Không, này không trọng yếu. Hắn cúi người tử, ở Nhạc Ninh bên tai nói. Này trương sofa là ta tự mình chọn lựa, đương thời ta liền cảm thấy, ngươi nằm ở này mặt trên, khẳng định đặc biệt mỹ. Thí cao lãnh cấm dục, nha chính là cái cầm thú. Tác giả có chuyện muốn nói. Nhạc ninh. Hắn cư nhiên cố ý vì ta chuẩn bị thư phòng, cảm động yên hạ tấn vinh. Ta còn chuẩn bị sofa. Nhạc ninh. Canh hai, định sai thời gian quy không CV Bilovelli đây, không? Bạn thích bộ truyện này? Yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video. Chương 34 34 Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com Cuối cùng bọn họ cũng không có thể ngoạn thành cái gì sofa pi. Nhạc ninh dãy dụa thời điểm không cẩn thận nhéo thắt lưng. Kỳ thật nàng cũng không có làm bao lớn biên độ động tác, chính là phản xạ tính thắt lưng nhất đỉnh, liền cảm giác phần eo đau xót. Thật sự là ứng nghiệm hạ tấn vinh lời nói mới rồi, bọn họ mỗi lần thân cận nàng đều bị thương. Nhạc Ninh cảm thấy chính mình cùng Hạ Tấn Vinh bác tự không hợp, không nên lên giường, bằng không thế nào như vậy nhiều tai nạn. Hạ Tấn Vinh đen mặt gọi điện thoại kêu gia đình bác sĩ đi lại, nhìn nhìn ghé vào trên giường lớn Nhạc Ninh, cười lạnh hỏi. Lần sau còn dám không động đậy. Nhạc Ninh trong lòng oan không được, nàng cũng không phải nguyên chủ, xuyên qua đến tài hơn nửa tháng. Làm sao có thể không hề chướng ngại cùng Hạ Tấn Vinh tiến hành xuất tiến sinh mệnh đại hài hòa vận động không nói bình thường luyến ái, liền tính là thân cận kết hôn cũng không có vừa thấy mặt liền lăn ra giường đi, thế nào cũng phải bồi dưỡng một đoạn thời gian cảm tình a. À. Cố tình lý do nhạc ninh không thể nói, bởi vậy, trừ bỏ dãy dụa hắn còn có thể có biện pháp nào. Gia đình bác sĩ tới rất nhanh, đối phương là cái tướng mạo nhã nhặn thanh niên, mang theo một bộ tế biên mắt kính, thực có vài phần xoái khí. Hắn cùng hạ tấn vinh hàng huyên vài câu, Biên sốc lên nhạc ninh quần áo vạt áo biên hỏi. Thế nào xoay thương? Nhạc ninh đỏ mặt, hạ tấn vinh đen mặt, đều không nói chuyện. Dịch thận đình vừa thấy hai người sắc mặt, trong lòng có đoán, chuyên tâm cấp nhạc ninh xem thương. Nhạc ninh thắt lưng tế, làn da trắng nõn tinh tế, tuy rằng đau, nhưng mặt trên một điểm dấu vết cũng không. Dịch thận đình hai ngón tay xác nhập, ở nhạc ninh trên lưng đè, ấn đến một chỗ khi, nhạc ninh hừ nhẹ một tiếng chính là nơi này đau cái dạng gì đau không biết hình dung như thế nào kim đâm giống nhau vẫn là độn đau đau đến lợi hại sao có một chút không tính rất lợi hại nhưng là ta thắt lưng có chút sử không lên lực ngồi dậy hội đau dịch thận đình nói ta hôm nay cho ngươi châm cứu một lần ngày mai nhìn xem tình huống như thế nào nếu còn đau tốt nhất là đi chụp cái phiến hiện tại trẻ tuổi nhân xương cổ thắt lưng hoặc nhiều hoặc ít đều có chút vấn đề hắn vừa nói vừa theo hòm thuốc lý xuất ra cương châm cùng ngải cứu đem ngải cứu châm cương châm tiêu độc hai ngón tay ở nhạc ninh sau thắt lưng ấn tìm kiếm châm cứu địa phương cương châm dài nhỏ châm chọc chiếc xạ ngọn đèn hàng mang hơi lộ ra nhạc ninh lúc lơ đãng quay đầu nhìn đến sắc mặt trắng nhật đang muốn nói chuyện dịch thận đình đã trác hạ thứ nhất châm cũng không có nhạc ninh trong tưởng tượng đau đớn nàng biên tướng đến bên miệng trong lời nói nuốt trở vào mấy ngày nay chú ý nằm trên giường nghỉ ngơi không cần rất mệt nhọc dịch thận đình biên hạ châm biên nói còn cố ý nhìn hạ tấn vinh liếc mắt một cái ân vợ chồng cuộc sống tốt nhất tiếp chế một điểm nhạc ninh hạ tấn vinh lạnh giọng nói bao lâu có thể hảo dịch thận đình trắc hoàng châm dùng ngải cứu hương nhạc ninh sau dưới thắt lưng châm chỗ làn da trả lời nói cần một hồi ngươi. Nếu không tọa một hồi. Hạ Tấn Vinh đang muốn nói chuyện, di động vang, hắn đi đến bên cửa sổ tiếp gọi điện thoại. Hắn thanh âm trầm thấp thuần hậu, ngữ điệu bình thẳng, thực giải quyết việc chung ngữ khí. Nhạc Ninh nghe hắn thanh âm, chớp mũi quanh quẩn ngải cứu hương vị, sau thắt lưng chỗ có chút trướng, cũng có chút nóng. Nàng nhắm mắt lại, dần dần ngủ. Tỉnh lại khi Nhạc Ninh vẫn là đi, nàng phiên cái thân, phần eo đã không đau, nàng nằm ở trên giường một hồi lâu tài nhớ tới tối hôm qua chính mình thắt lưng nhéo chuyện. Ngay sau đó cảm thấy không rất hợp kình, nàng ngày hôm qua ngủ tiền mặt rõ ràng là buổi chiều xuất môn khi quần áo, thế nào vừa ngủ dậy liền biến thành váy ngủ. Nhạc ninh sờ sờ trên người, sắc mặt cứng ngắc, liền nhìn đến hạ tấn vinh theo ngoài cửa xuất ra. Hắn mặc vận động phục, tóc hãng ẩm, còn có hãng theo cái trán rơi xuống, hắn tùy tay dùng đáp ở trên vai khăn lông sát trên mặt hãng, trong miệng hỏi. Tỉnh. Thắt lưng thế nào? Không đau. Nhạc Ninh chần chờ nói. Hạ Tấn Vinh không phát hiện Nhạc Ninh không đối, tiến phòng giữ quần áo tìm quần lót, xuất ra liền vào phòng tắm. Nhạc Ninh nằm ở trên giường cấp chính mình làm tâm lý kiến thiết, kỳ thật chẳng phải cỡ nào khó có thể nhận chuyện. Hạ Tấn Vinh thân thể nàng cũng không phải không xem qua, chính mình, Hạ Tấn Vinh ước chừng cũng xem qua. Bất quá sự tình rất đột nhiên, nhạc ninh nhất thời có chút tiêu hóa bất lương rất nhanh liền nghĩ rõ ràng tiếp tục nằm ở trên giường chờ hạ tấn vinh xuất ra hạ tấn vinh tắm rất nhanh lúc đi ra trên người chỉ vây quanh một cái khăn tắm tay phải cầm một cái khăn lông tùy ý lau tóc ta cũng tắm rửa nhạc ninh nhìn đến hắn xuất ra vội vàng tiến vào phòng giữ quần áo nhạc ninh tắm rửa sẽ chậm nhiều tuy rằng là vòi sen cũng hoa nửa nhiều giờ tài xuất ra chờ nàng xuất ra Hạ Tấn Vinh đã không ở trong phòng, nhạc ninh nhẹ nhàng thở ra. Tuy rằng nàng có thể lạnh nhạt nhận bị Hạ Tấn Vinh xem quan chuyện thực, nhưng vẫn như cũ có chút không biết nên thế nào đối mặt Hạ Tấn Vinh. Nhạc ninh ở trong phòng ma cọ sát cọ, hạ cảnh thần cơm nước xong đều đi lên thúc dục, nhạc ninh tài thay xong quần áo. Xuống lầu tiền nhạc ninh cố ý hỏi. Ba ba xuất môn sao? Tiểu gia hỏa lắc đầu. Ba ba hôm nay không đi làm. Nhạc Ninh có thế này tưởng cho tới hôm nay là chủ nhật, bất quá Hạ Tấn Vinh chính là cái công tác cùng, ngày hôm qua thứ bảy hắn cũng cứ theo lẽ thường đi làm, không nghĩ tới hôm nay cư nhiên nghỉ ngơi. Đã tránh không khỏi, Nhạc Ninh rõ ràng không né, nắm hạ cảnh thần thủ hạ lâu. Vừa xuống lầu liền nhìn đến Hạ Tấn Vinh, hắn hôm nay mặc hưu nhàn, thay đổi kiện hưu nhàn khoảng áo sơ mi trắng, phối hợp một cái màu đen quần. Áo sơ mi có tam khỏa nút thắt không khấu, mơ hồ có thể thấy được cơ bắp trắng chắc ngực hắn an vị ở trên sofa nghe thấy thanh âm báo chí đặt ở trên đùi nói với nhạc ninh sớm sớm nhạc ninh trực tiếp đi nhà ăn ăn cơm theo nhà ăn có thể nhìn đến phòng khách hạ tấn vinh liền ngồi ở chỗ kia xem báo giấy tư thái thập phần nhàn nhã nhạc ninh cắn bánh nghe hạ cảnh thần hỏi mẹ chúng ta hôm nay đi khu vui chơi sao ân ăn xong bữa sáng đi, giữa trưa ở khu vui chơi ăn. Tiểu gia hỏa hoang hô dậy lên, thanh âm quá lớn, Hạ Tấn Vinh đều nghe thấy được, hỏi Phùng Khôn. Bọn họ nói cái gì? Hẳn là đang nói đi khu vui chơi chuyện, Phùng Khôn đoán nói, phu nhân đối thiếu gia nói, nếu hắn mỗi ngày lên lớp đều có thể được đến lão sư khích lệ, liền thưởng cho dẫn hắn đi khu vui chơi, trong khoảng thời gian này thiếu gia lên lớp khi phi thường nghiêm cẩn. Hạ Tấn Vinh buông báo chí, nhìn về phía trong phòng ăn hai người, bọn họ tọa ở cùng nhau, nói nhỏ, không khí tự hồ tốt lắm. Hắn là một cái không có hưởng thụ qua gia đình ấm áp nhân, cha mẹ hắn tình cảm thâm hậu, này vốn là chuyện tốt, nhưng hắn mẫu thân ở sinh hắn khi khó sinh qua đời, bởi vậy phụ thân đối hắn này con trai cũng không thân cận. Hắn vừa được 24 tuổi, kết hôn sinh con, nhưng tiền một đoạn hôn nhân cũng không thoải mái, qua loa xong việc. Bởi vì này chút nguyên nhân, hạ tấn vinh ở đối đãi đứa nhỏ mặt trên kéo dài phụ thân thái độ vật chất không thiếu nhưng không thân cận hắn cũng không phải không biết cha mẹ cùng đứa nhỏ trong lúc đó còn có một loại khác ở chung phương thức ôm nhu thậm chí cưng chiều người sau không nói chuyện cho dù là người trước hạ tấn vinh cũng cho tới bây giờ không biết là thích hợp bọn họ loại này gia đình đứa nhỏ bọn họ loại này gia đình sinh ra đứa nhỏ theo sinh ra được đến liền so với người khác nhiều ở trưởng thành trong quá trình trả giá cũng sẽ so với người khác nhiều gia đình ấm áp bằng hữu tình nghĩa vợ chồng quan hệ đều như vậy yếu ớt giống như là một trương giấy nhất trạc liền phá này đó đều là hạ tấn vinh trải qua qua bởi vậy hắn trước kia cho tới bây giờ không biết là hắn ý tưởng có cái gì không đối khả nhạc ninh lại xông vào sinh hoạt của hắn lý hắn nói nhạc ninh không trước đây nhạc ninh mà là hiện tại nàng hạ tấn vinh nhìn về phía nhạc ninh ánh mắt như có đâm chiêu đây là hắn thường thường nhìn về phía nhạc ninh ánh mắt hắn cảm thấy cái cô gái này thật sự là kỳ quái trước khi kết hôn hắn cảm thấy nàng tuy rằng hám làm giàu nhưng đầu trống trơn nhãn giới hẹp hòi nhu cầu gì đó không nhiều lắm với hắn mà nói một cái hảo khống chế thê tử so với một cái gia thế tương đương đối hắn có trợ lực nhưng đồng dạng cũng có giả tâm nữ nhân càng thích hợp nhưng kết hôn về sau Bất quá ra một lần kém, trở về Hạ Tấn Vinh liền phát hiện, không đối. Hắn Tân Hôn thê tử giống như là thay đổi một người, đổ không phải nói nàng hiện tại trở nên chỉ số thông minh cỡ nào cao, nhưng nhân so với trước kia càng thông thấu, cũng càng ấm áp. Không sai, ấm áp. Kỳ thật nàng không bằng trước kia yêu cười, ánh mắt cũng luôn thản nhiên, nhưng Hạ Tấn Vinh lại cảm thấy, nàng tâm trở nên mềm mại. Nàng đối hạ cảnh thần cũng không tính ân cần nhưng đối hắn tốt lắm, sở tác sở vi, đều ở vì đứa nhỏ này lo lắng. Hạ Tấn Vinh thường xuyên sẽ tưởng, kết quả là cái gì nguyên nhân, sẽ làm nhân biến hóa lớn như vậy. Càng là muốn biết, lại càng là muốn tới gần. Chính là nàng tự hồ có chút mâu thuẫn hắn tới gần. Nhưng là nguyên nhân vì nàng mâu thuẫn, nhưng Hạ Tấn Vinh càng muốn đi đụng chạm hắn. Hạ Tấn Vinh trong lòng nghĩ, nhạc ninh cùng Hạ Cảnh Thần theo nhà ăn đi lại, Tiểu gia hỏa cao hứng phấn chấn kế hoạch hôm nay muốn đi khu vui chơi ngoạn cái gì? Hạ Tấn Vinh khép lại báo chí, biết rõ còn cố hỏi. Các ngươi đang thương lượng cái gì? Nhạc Ninh đang chuẩn bị lên lầu, nghe thấy Hạ Tấn Vinh trong lời nói đi đến phòng khách sofa ngồi xuống nói. Ta ngày mai sẽ tiến tổ, tưởng hôm nay mang thần thần đi khu vui chơi ngoạn. Nga. Hạ Tấn Vinh hỏi, người nào khu vui chơi? Nhạc Ninh nói khu vui chơi tên hạ tấn vinh lại hỏi đây là nhi đồng khu vui chơi đúng vậy chính là đi nhi đồng khu vui chơi hạ tấn vinh nhíu mày gặp con vẻ mặt khẩn trương xem chính mình như là lo lắng hắn không nhường hắn đi giống nhau nghiêng đầu nhìn phùng khôn cảnh thần hôm nay không có khóa sao thiếu gia lập tức muốn khai giảng ngài nói đem chương trình học giảm bớt bộ phận cho nên ngày mai không có an bày chương trình học Nhạc Ninh gặp tiểu gia hỏa khẩn trương hề hề, giúp hắn nói chuyện. Thần thần niên kỹ còn nhỏ, ngẫu nhiên đi khu vui chơi chơi đùa hẳn là không có gì đi. Đương nhiên. Hạ Tấn Vinh gật đầu, các ngươi hồi đi dọn dẹp một chút, sớm một chút xuất phát. Hạ Tấn Vinh đứng dậy, nhường phùng không liên hệ lái xe, nhiễm nhiên một bộ muốn xuất môn bộ dáng. Nhạc Ninh chần chờ một chút hỏi. Ngươi. Muốn xuất môn sao? hạ tấn vinh chính công đạo phùng không sự tình nghe thấy lời này xoay người lại nói đúng vậy chẳng lẽ hắn quét hai người cắt liếc mắt một cái tự tiếu phi tiếu hỏi các ngươi không hy vọng ta đi nhạc ninh cho dù không vừa ý nhìn đến hạ tấn vinh này biểu cảm cũng phải là vui a à? không có chúng ta đặt đừng cao hứng nhạc ninh vội vàng nói lại vỗ vỗ tiểu gia hỏa bả vai ba ba cùng ngươi đi khu vui chơi thần thần cao hứng không a à. tiểu gia hỏa lăng lăng đại khái hắn dài lớn như vậy cũng không có cùng phụ thân cùng nhau suốt môn qua nhạc ninh cũng không biết hắn là trong lòng run sợ vẫn là thụ sủng nhược kinh chỉ thấy hắn ngẩng đầu vẽ mặt mờ mịt xem nhạc ninh nhạc ninh cười nói chúng ta người một nhà đi chơi thần thần cao hứng a à. thật vậy chăng tiểu gia hỏa này mới lộ ra kinh hỷ biểu cảm hạ tấn vinh gật đầu Tiểu gia hỏa nhất thời hưng phấn đứng lên, hoang hô. Cùng ba mẹ đi khu vui chơi. Nhạc ninh xem đôi cha con này, đại tựa tiếu phi tiếu kỳ quái, tiểu nhân cười đến gặp nha không thấy mắt cười ngây ngô a. À. Nghĩ rằng, miên lai không phải trong lòng run sợ, là thụ sủng nhược kinh a. À. Lúc lơ đảng chống lại hạ tấn vinh ánh mắt, nhạc ninh khóe môi vội vàng tràn ra tươi cười, mặt mày cong cong, tỏ vẻ chính mình cũng cảm thấy thụ sủng nhược kinh. Tác giả có chuyện muốn nói. Tiểu kịch trường. Nhạc ninh. Ta cảm thấy ngươi là đối, chúng ta bác tự không hợp, không nên lên giường. Nam chủ. Canh 1 không CV Bilovelli đây không? Bạn thích bộ truyện này? Yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video. Chương 35 35 Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio.com Nguyên chủ tuy rằng không thuộc loại lưu lượng, nhưng coi như là hắc hồng, nhạc ninh xuất môn chỉ có thể hạng nặng võ trang. Hạ Tấn Vinh nhìn đến nhạc ninh đội vành nón rộng rãi mũ, hắc siêu mắt kính hơn nửa khẩu trang, cơ hồ chặn toàn bộ mặt, nhìn không được cười. Ngươi đây là... Xuất môn A, nhạc ninh cảm thấy Hạ Tấn Vinh ở cười nhạo chính mình, ta dù sao cũng là cái minh tinh, trực tiếp xuất môn khẳng định bị vây xem A. Ân. Hạ Tấn Vinh gật đầu, cùng bọn họ cùng nhau xuất môn. Ngoài cửa ngừng tam chiếc xe, trước sau hai chiếc xe lý ngồi bảo tiêu, trung gian là bọn hắn một nhà tọa. Nhạc Ninh xem này một loạt màu đen xe hơi, nhìn về phía hạ tấn vinh. Này! Nhân cũng nhiều lắm đi. Nhiều sao? Hạ Tấn Vinh hoàn toàn không biết là hắn xuất môn đều là này trận thế. Nhạc Ninh khóe miệng trừ trừ. Chúng ta đi khu vui chơi, phía sau đi theo nhiều người như vậy, rất rõ ràng thôi. Vậy làm cho bọn họ ở bên ngoài chờ. Biện pháp này nhạc ninh miễn cưỡng nhận, gật đầu nói. Được rồi. Lên xe sau tiểu gia hỏa vẫn như cũ ngồi ở hai người trung gian, hắn tọa thật sự không an phận, luôn luôn ra bên ngoài nhìn quanh. Nhạc ninh đắp tiểu gia hỏa bả vai, nhưng hắn thành thật ngồi, hạ cảnh thần nghe xong, không lại tả hữu lộn xộn, nhưng ánh mắt lại nhịn không được ra bên ngoài xem. Nhạc ninh xem nhịn không được cười, lại nghe đến Hạ Tấn Vinh đột nhiên mở miệng. Ân, ngươi nói. Cái gì? Nhạc Ninh không hiểu ra sao, cùng tiểu gia hỏa nhất tề nhìn về phía Hạ Tấn Vinh. Hạ Tấn Vinh khoát tay, đè trong tay Lam Nha tai nghe nói. Hảo! Nhạc Ninh mới hiểu được Hạ Tấn Vinh là ở gọi điện thoại, cùng tiểu gia hỏa thành thật tọa ở cùng nhau. Hạ Tấn Vinh khó được nghỉ ngơi, nhưng hắn sự tình vẫn như cũ không ít, điện thoại một cái tiếp một cái, theo xuất môn đến khu vui chơi cơ hồ không có ngừng qua đến khu vui chơi hạ tấn vinh nhường bảo tiêu đi qua mua phiếu sau đó mang theo nhạc ninh cùng hạ cảnh thần xếp hàng đi vào cái thứ nhất đùa hạng mục vẫn như cũ là chạm vào chạm vào xe tiểu gia hỏa si mê này lôi kéo nhạc ninh cùng tiến lên đi nhạc ninh đi lên phía trước hỏi hạ hạ tấn vinh ngươi có đi hay không hạ tấn vinh xem liếc mắt một cái nơi sân có mẹ mang theo đứa nhỏ cũng có ba ba mang theo đứa nhỏ, một đám ngoạn nhìn thấy nha không thấy mắt, quyết đoán lắc đầu. Các ngươi đi thôi. Nhạc Ninh mang theo hạ cảnh thần đi ngồi xe. Lần trước hạ cảnh thần chơi thật lâu, lần này đến đối thao tác đã rất quen thuộc, chính hắn cũng sẽ khai, chỉ huy Nhạc Ninh chàng thế nào chàng thế nào. Hạ Tấn Vinh đứng lại rào trắng bên ngoài, hắn tả hữu đều đứng nhân, một nam một nữ, đều lấy di động đối với nơi sân lý ngoạn chạm vào chạm vào xe gia nhân chụp ảnh, ngược lại là hắn hai tay ôm ngực phá lệ dễ thấy hạ cảnh thần thực thích này hạng mục chơi một lần lại ngoạn một lần thẳng đến nhạc ninh nhắc nhở nói mặt sau còn có khác tài rời đi cuối tuần nhân nhiều phần lớn là mang theo đứa nhỏ cha mẹ có trung niên nhân cũng có người trẻ tuổi đủ soái ca nhưng hạ tấn vinh đi ở trong khu vui chơi tuyệt đối là dễ thấy hắn dáng người thon dài tuy rằng đeo kính râm nhưng cao thẳng mũi môi mỏng hàm dưới lưu sướng đường công đều tỏ rõ này nam nhân là thiên đồ ăn hơn nữa nhạc ninh tuy rằng ngăn trở mặt nhưng dáng người tinh tế mặt ngoài có trí vừa thấy chính là mỹ nhân còn có trung gian đứa nhỏ bộ dạng phấn điêu ngọc mài còn tuổi nhỏ chính là cái soái ca mầm bởi vậy bọn họ mặc kệ đi đến nơi nào đều là mọi người chú ý tiêu điểm nhạc ninh sớm có chuẩn bị tâm lý cho dù không có hạ tấn vinh nàng quả như vậy kính cũng sẽ là mọi người ánh mắt chỗ. Nhưng là nguyên nhân vì nàng quả kính, người khác cho dù hoài nghi nàng là cái gì minh tinh cũng không nhận ra được, cho nên nàng tài năng mang theo tiểu gia hỏa đến khu vui chơi. Nhưng nhạc ninh thật không ngờ Hạ Tấn Vinh cũng có bị nhân nhận lúc đi ra. Nhận ra Hạ Tấn Vinh chuyện một người tuổi còn trẻ nam nhân, tuy rằng là tới khu vui chơi, nhưng hắn vẫn như củ ăn mặc tây trang dày da. Xếp hàng thời điểm hắn xếp hạng Hạ Tấn Vinh cùng nhạc ninh bên người, trành hạ tấn vinh thật lâu, chần chờ hỏi. Ngươi, ngươi là hạ tấn vinh đi. Không. Hạ tấn vinh thề thốt phủ nhận. Nhưng này nhân ngữ tốc nhanh hơn. Nàng là lão bà ngươi. Nên sẽ không là nhạc ninh đi. Xếp hàng nhân nhiều, đại gia cơ bản là chân trước dáng sau lưng, cách phi thường gần, khi nhân thanh âm lại không nhỏ, lời kia vừa thốt ra, ánh mắt mọi người đều nhìn đi lại. Nhạc ninh khóe miệng trừ trừ, nàng thật sự không nghĩ tới sẽ ở hạ tấn vinh nơi này lật xe sớm biết rằng cũng nhường hắn hạng nặng võ trang không phải hạ tấn vinh biểu cảm vẫn như của bình tĩnh trợn tròn mắt hạt bài hạ tấn vinh là ta biểu ca chúng ta có phải hay không bộ dạng rất giống ngạch phải không hạ tấn vinh ôm nhạc ninh nói đây là lão bà của ta nàng vừa làm laser giải phẫu không thể phơi nắng cho nên mới mang theo khẩu trang cùng mũ. Người nọ bán tính bán nghi, nhìn chầm chầm nhạc ninh xem, nhạc ninh cường làm trấn định. Đối, trên mặt ta có sẹo, vừa làm la giải phẫu. Nàng vừa nói xong, hạ tấn vinh đè trên lỗ tai đội lam nha tai nghe nói. Biểu ca, cái gì? Ta lập tức đi lại. Hạ Tấn Vinh nói xong nói với Nhạc Ninh. Lão bà, thật có lỗi chúng ta khả có thể hay không tiếp tục ngoạn đi xuống, công ty ra điểm sự, biểu ca gọi điện thoại bảo ta trở về. Không có việc gì không có việc gì, công việc quan trọng hơn. Nhạc Ninh vội vàng nói. Hạ Tấn Vinh đem tiểu gia hỏa một tay ôm lấy, tay kia thì nắm ở Nhạc Ninh thắt lưng đi ra ngoài, hắn vẽ mặt bằng phẳng, hoàn toàn nhìn không ra nói dối, đi cước bộ tuổi cấp nhưng thực ổn, biên nói, thật có lỗi, biên đi ra ngoài, thực mau rời khỏi đến. Hắn mới ra đi, Ban đầu nhận ra hắn nam nhân đã ở trên mạng sưu ra Hạ Tấn Vinh ảnh chụp, là một trường tạp chí đồ, Hạ Tấn Vinh tuy rằng điệu thấp, nhưng ngẫu nhiên cũng sẽ nhận tạp chí kinh tế tài chính sưu tầm ảnh chụp đăng ở trên tạp chí. Tạp chí kinh tế tài chính không thể so khác, xem ít người, nhưng trên mạng không phải không có. Lúc trước có người đem Hạ Tấn Vinh trên ảnh chụp truyền đến trên mạng, còn khiến cho quá quan chú. Na Ân xem ảnh chụp, nhất thời tỉnh ngộ đi lại, hô to một tiếng hắn chính là Hạ Tấn Vinh. Hạ Tấn Vinh lôi kéo Nhạc Ninh chạy đứng lên, vừa chạy vừa cấp bảo tiêu gọi điện thoại, báo vị trí làm cho bọn họ đi lại. Người nọ hô to ra câu nói kia, đi theo xếp hàng nhân đều tỉnh ngộ đi lại, đã hắn là Hạ Tấn Vinh, một cái khẳng định là Nhạc Ninh. Nhạc Ninh tuy rằng phan thiếu, nhưng hắc hồng cũng là hồng A, nhìn thấy minh tinh là cỡ nào làm cho người ta hưng phấn chuyện. Cho dù là đương hồng minh tinh ở sân bay bị vây đổ, kia cũng là vô giúp vui người qua đường so với phan nhiều. Khu vui chơi bỗng chốc sôi trào hừng hực, không ít người truy chạy tới, cũng có không rõ tình huống nhân tranh tướng hỏi phát sinh cái gì, làm nghe nói nhạc ninh ở trong khu vui chơi, lập tức theo đi lên. Nhạc ninh chỉ có thể may mắn chính mình vì phương tiện mặc xong giày thể thao, bất quá ở chạy động trong quá trình nàng mũ bay, kính râm nhưng là còn tại, nhưng không có vành nón che lấp, nhạc ninh rất nhanh bị nhân nhận ra đến mọi người cầm lấy di động chụp ảnh, cũng có người ủng đổ đi lại. Nguyên chủ thể lực kém, nhạc ninh chạy lập tức cảm thấy hai chân cùng quán duyên dường như, căn bản nâng bất động. Đúng lúc này hậu, bọn họ mang đến bọn bảo tiêu đi lại. Hạ tấn vinh thỉnh bảo tiêu thuần một sắc đều là xuất ngũ quân nhân, người người Tây trang thẳng thớm bàn tịnh điều thuận, đi lại sau nhanh chóng đưa bọn họ đoàn đoàn vây đứng lên. Hạ tấn vinh thả chậm cước bộ, thấp giọng hỏi nhạc ninh thế nào mệt nhạc ninh thở phì phò nói ngươi nên rèn luyện nhạc ninh trong lòng yên lặng rơi lệ kỳ thật minh tinh không vài cái thể lực rất kém cho dù không dùng thường rèn luyện nhưng có đôi khi quay phim đứng lên mấy chục mấy giờ đều vô pháp nghỉ ngơi đều dựa vào thân thể khiên tựa như nàng trước kia cũng rất ít chạy bộ nhưng hơn hai mươi mấy giờ trục bánh đà chuyển cũng khiên được giống như nguyên chủ này thân thể lục cái thất bát mấy giờ tiết mục liền khiên không được chạy cái mấy trăm thước liền chịu không nổi nhưng hạ tấn vinh trong lời nói cũng cấp nhạc ninh nói ra cái tỉnh như vậy tiếp tục đi xuống khẳng định không được nàng đích xác nên đem rèn luyện chuyện đề thượng nhật trình nhạc ninh nhạc ninh cấp ký cái danh đi nhạc ninh ngươi chừng nào thì tiếng tổ a đây là ngươi lão công sao bộ dạng hảo soái a tuy rằng không có phóng viên nhưng có đường nhân đảm đương phóng viên ở bảo tiêu đoàn đoàn dưới sự bảo vệ, nhạc ninh hái điệu kính trâm, mỉm cười nói. Thật có lỗi, chúng ta chính là mang đứa nhỏ ra ngoài chơi, không nghĩ khiến cho chú ý. Mọi người ào ào chụp ảnh, nhạc ninh cùng hạ tấn vinh đều không có phản đối. Về phần hạ cảnh thần, từ lúc vừa rồi bôn chạy thời điểm, Hạ Tấn Vinh đã đem tiểu gia hỏa liên mạo sa mũ mang ở tại trên đầu, nhưng hắn tránh ở chính mình trong khuỷu tay hiện tại lại đem tiểu gia hỏa trắng nghiêm nghiêm thực thực, căn bản không cho người khác chụp ảnh cơ hội. bọn họ phía trước đồ hạng một vốn liền cách cửa không xa, vừa rồi chạy một đoạn đường, dừng lại khi cách đại môn không đến một ngàn thước. ở Bảo Tiêu dưới sự bảo vệ ba người thực mau đi ra. xe hơi đã ngừng ở bên ngoài trên đường cái, Bảo Tiêu che chở bọn họ lên xe. xe hơi ngoại đứng không ít người, nhưng số lượng vẫn là không bằng ở bên trong vườn thời điểm. Nhạc Ninh cũng không phải thần tượng đại đa số người qua đường vẫn là sẽ không vì nhạc ninh buông tha cho thượng trăm nguyên vé vào cửa chạy đến, bởi vậy xe ngoại chỉ có cùng xuất ra tiểu bộ phận nhân cùng với nguyên bản ngay tại viên ngoại chuẩn bị đi vào nhân. Nhạc ninh bọn họ tuy rằng lên xe, nhưng những người này vẫn như cũ lấy di động chụp ảnh, nhạc ninh có thể tưởng tượng, chính mình tiến tổ phía trước đại khái vừa muốn lần trước giải trí tin tức. Nhạc ninh thu hồi ánh mắt nhìn về phía hạ cảnh thần, hắn ngồi ở hạ tấn vinh trên đùi, còn có điểm lăng lăng một lát sau, Nhạc Ninh nghe thấy hạ cảnh thần chỉ vào bên ngoài những người đó nói. Ba mẹ, bọn họ là ai a? À? Là mẹ ngươi Phan. Hạ Tấn Vinh đem tiểu gia hỏa mũ kéo xuống dưới, lại cũng không có đưa hắn phóng tới trên ghế ngồi. Nguyên chủ nhân khí, Nhạc Ninh là biết đến, danh khí toàn dựa vào sao làm, thực phấn thiếu đáng thương, nàng cũng không dám nhận lãnh Phan, giải thích nói. Là vô giúp vui người qua đường bọn họ vì sao truy chúng ta a à? Tiểu gia hỏa tò mò hỏi. Đây là ở, làm trò chơi. Hạ Tấn Vinh không khách khí suy cười một tiếng, bị nhạc ninh trừng mắt, không có vạch trần lời của nàng. Tiểu gia hỏa nửa hiểu nửa không, hỏi một cái khác hắn quan tâm vấn đề. Chúng ta đây còn có thể tiếp tục ngoạn sao? Nhạc ninh mặc lộ vẻ xin lỗi. Thật có lỗi, hôm nay khả năng không được. Kỳ thật không chỉ là hôm nay, về sau khả năng đều khó khăn, nàng ngụy Trang có thể thành công một lần, tổng không có biện pháp nhiều lần đều thành công. Hơn nữa có lúc này đây, nàng lần sau tại đây loại trang điểm đi khu vui chơi, khẳng định thực dễ dàng bị nhận ra đến. Chính là nhạc ninh sợ tiểu gia hỏa khổ sở, bởi vậy không có nói thẳng. Tiểu gia hỏa cuối mâu, rất nhanh lại cười cười. Không quan hệ, lần sau đến cũng có thể. Nhạc ninh không nói chuyện, hạ tấn vinh xoa xoa tiểu gia hỏa đầu nói ân lần sau lại đến chúng ta đây hiện tại về nhà sao tiểu gia hỏa lại hỏi đi ăn cơm hạ tấn vinh nghiêng đầu hỏi nhạc ninh muốn ăn cái gì thần thần đâu tiểu gia hỏa liếm liếm môi thử thăm dò hỏi có thể ăn cây fc sao hạ tấn vinh nói thẳng không có thể ăn đồ ăn không tốt cho sức khỏe Tiểu gia hỏa sắc mặt nhất thời ảm đạm xuống dưới, nhạc ninh nói. Ngẫu nhiên ăn một lần cũng là có thể, bất quá chỉ có thể ăn một cái, thần thần ngươi muốn ăn cái gì? Tiểu gia hỏa nhãn tình sáng lên, vụng trộm ngẩng đầu nhìn lão ba, nhưng hắn an vị ở hạ tấn vinh trong lòng, ngẩng đầu động tác phá lệ rõ ràng. Hạ tấn vinh ánh mắt thản nhiên xem hắn, không có gì uy hiếp lực, nhưng tiểu gia hỏa vẫn như cũ túng, cúi đầu không nói chuyện. Tấn vinh Nhạc Ninh thấp giọng nói. Hạ Tấn Vinh nhả ra. Tuyển giống nhau. Hạ Cảnh Thần lập tức ngẩng đầu nói. Ta muốn ăn cánh gà. Không, CV Bilovelli đây, không. Bạn thích bộ truyện này. Yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video. Chương 36 36 Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio.com Hạ Cảnh Thần như nguyện ăn thượng cánh gà. Tiểu hài tử đối KFC đều không có sức chống cự, hắn vừa được 5 tuổi, cơ hồ chưa ăn qua KFC, chỉ tại trong TV nhìn đến qua, đồng học trong miệng nghe nói qua. Làm hắn lấy đến cánh gà, lập tức ăn lên, ăn hai khẩu lại đem cánh gà đưa tới nhạc ninh bên miệng nói. Mẹ ăn. Nhạc ninh ngẩn ra, lắc đầu nói. Mẹ không ăn, ngươi ăn. Nga. Tiểu gia hỏa cúi đầu tiếp tục ăn cánh gà, nửa điểm không hỏi ba ba ăn hay không ý tứ. Hạ tấn vinh ma ma nha, bán nheo lại mắt. Lúc này bọn họ ngồi ở một nhà Nhật Bản trong phòng ăn, làm là sạp sạp thước, nhưng trung gian cái bàn phía dưới là không, cũng có thể đem chân phóng ở mặt dưới. Trên mặt bàn bày biện bãi bàn tinh xảo sushi, thứ thân, sinh ngư phiến nhan sắc tiên diễm, ở ngọn đèn chiếu rọi xuống, làm cho người ta thèm nhỏ giải. Nhạc ninh chính ăn sinh ngư phiến, cảm giác được hạ tấn vinh ánh mắt xem qua đi, lập tức cho hắn hiệp cái sushi. nhà này vị nói không sai, kỳ thật nàng xuyên qua đến đều không bao lâu, chính mình đều là lần đầu tiên ăn, nào biết đâu rằng cái gì được không ăn. nhưng vì ngăn chặn hạ tấn vinh miệng, nhạc ninh cũng chỉ có này một cái biện pháp. hạ tấn vinh đem sushi dính dính mù tạt, lại dính điểm nước tương, nhấc miệng ăn hết hơn phân nữa, sau mày vi ninh, nhưng vẫn là đem sushi nuốt đi vào chính là một nửa kia đặt ở trong đĩa không có lại động. Nhạc ninh nhìn thấy hỏi. Ăn không quen sushi. Vẫn là không thói quen mù tạc. Kỳ thật ta cảm thấy sushi cái gì cũng không dính cũng rất tốt ăn. Nhạc ninh lại hiệp một cái sushi đến hạ tấn vinh trong đĩa. Thật sự, ngươi nếm thử. Mẹ ta cũng muốn ăn. Hạ cảnh thần ăn xong rồi cánh gà, đem xương cốt đều phun tiếng trong gói to. Hạ tấn vinh cắn một ngụm nhỏ sushi, lần này biểu cảm chưa biến, lại đem còn lại ăn xong. Nhạc ninh cấp tiểu gia hỏa hiệp khối anh đào cuốn. Nếm thử. Mặt bàn so với sạp sạp Michael không bao nhiêu, hạ cảnh thần chính mình động thủ hoàn toàn có thể hiệp được đến sushi, tuy rằng hắn dùng chiếc đũa không quá thuần thục, nhưng dùng thì cũng là có thể. Nhưng ở nhạc ninh trước mặt, tay hắn liền cùng vô dụng giống nhau, muốn ăn cái gì chỉ nhất chỉ, nhạc ninh lập tức cho hắn hiệp đi lại hạ tấn vinh thật sự xem bất quá mắt nhắc nhở nói nhưng chính hắn hiệp lấy tay cũng xong cũng không phải hiệp không đủ không có việc gì đi nhạc ninh nhìn xem hạ tấn vinh sắc mặt nói với hạ cảnh thần 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 chính ngươi hiệp nếu hiệp không đủ nói với ta a à. nhạc ninh rất thích ăn sushi nữ hài tử liền thích ăn như vậy ê ẩm ngọt ngào gì đó nhưng sushi chống đỡ bụng nhạc ninh cũng ăn không bao nhiêu bọn họ cũng không đuổi thời gian chậm rì rì ăn đồ ăn một bữa cơm ăn đến nhanh kết thúc hôm nay ở khu vui chơi nhân phát bằng hữu vòng phát bằng hữu vòng phát quay bộ phát quay bộ nhạc ninh cùng hạ tấn vinh đồng du du nhạc tràng tin tức đã ở trên mạng truyền mở đang chuẩn bị rời đi nhạc ninh tiếp đến uông khiết điện thoại ngươi cùng hạ tấn vinh đi khu vui chơi nhạc ninh đang ở mặt hài nghe thấy lời này cố ý sửa chữa nhi đồng khu vui chơi không khác nhau các ngươi thế nào đột nhiên đi ra ngoài nhạc ninh nhìn nhìn hạ tấn vinh hắn đã mặc được hài đứng ở một bên đè thấp thanh âm nói này không kỳ quái đi là xem ta uông khiết bật cười các ngươi quan hệ hảo là được các ngươi cùng nhau dạo khu vui chơi chuyện này nhiệt độ cao ta liên hệ tuyên truyền bên kia pháp pháp thông cảo cùng ngươi nói một chút trong lòng ngươi có cái chuẩn bị thông cảo cái gì thông cảo có thể là cái gì thông cảo, khẳng định là tú ân ái à. Cung khiết ngữ khí khoái trá. Nhạc ninh mặc được hài, có chút khó xử. Này, không cần đi. Nàng đổ không phải phản cảm tú ân ái cái gì, chính là nàng cùng hạ tấn vinh nào có ân ái có thể tú. Chưa chừng ngày nào đó liền ly hôn, hiện tại ân ái thông cảo bay đầy trời, đến lúc đó ly hôn nhiều xấu hổ. Chẳng phải là chính ứng câu nói kia, tú ân ái phân nhanh. Cung khiết không hiểu nhạc ninh khó xử điểm, nàng cho rằng nhạc ninh là lo lắng hạ tấn vinh, hỏi. Ngươi là sợ hạ tấn vinh không đồng ý. Những lời này chính nhập nhạc ninh hoài, nàng vội vã gật đầu. Hắn đỉnh điệu thấp. Được rồi, Quân khiết biết hào môn tức phụ nang làm, không lại kiên trì tú ân ái, chỉ nói, bất quá lần này trên mạng dư luận chỉ sợ áp không dưới đến, hôm nay nhìn đến các ngươi nhân đỉnh nhiều. Này ta biết, bất quá loại này tin tức liên tục tính cũng không dài đi. Khi nhưng là, ta còn là chuẩn bị một chút, dẫn đường một chút dư luận. Tạ ơn uông tỷ. Nhạc Ninh vừa buông tay cơ, Hạ Tấn Vinh hỏi. Như thế nào? Uông tỷ, nàng nói với ta hôm nay chúng ta bị chụp đến chuyện, chụp đến ảnh chụp nhân đỉnh nhiều, ảnh chụp chỉ sợ áp không dưới đến. Hạ Tấn Vinh xem con mặt được hài, thanh âm thản nhiên. Không có việc gì, Ta liên hệ Trần trợ lý, chỉ cần cảnh thần ảnh chụp không có tiết lộ là tốt rồi. Hạ Tấn Vinh tuy rằng điệu thấp, nhưng trên mạng chẳng phải không có hắn ảnh chụp, Nhạc Ninh càng đừng nói, chụp điện ảnh sắp cả nước chiếu phim. Bọn họ là lĩnh qua chứng vợ chồng, cho dù ước hội bị chụp đến cũng không tính là cái gì, cần để ý cũng chỉ có Hạ Cảnh Thần. Hạ Tấn Vinh đối Hạ Cảnh Thần tuy rằng không tính là đặc biệt quan tâm, nhưng luôn luôn thực chú ý bảo hộ đứa nhỏ chưa bao giờ nhường hắn xuất hiện tại công chúng màn ảnh nội. Này gian nhà ăn bị hạ tấn vinh bao xuống dưới, trong phòng ăn trống rỗng, chỉ có phục vụ sinh thủ. Khi bọn hắn đi ra ngoài khi, chỉ thấy phục vụ sinh đều canh giữ ở cửa, cúi đầu, cùng kêu lên hô. Đi thông thả, hoan nghênh lần sau quan lâm. Nhạc ninh. Hạ cảnh thần chơi một buổi sáng, về nhà khi ở trên xe đang ngủ. Về nhà sau bị hạ tấn vinh ôm trở về phòng, Nhạc Ninh đi theo lên lầu, trở về phòng nằm ở trên giường, tính toán ngủ một giấc. Nàng vừa nằm xuống, liền cảm thấy giường bên kia nhất trọng, mở mắt ra vừa thấy, Hạ Tấn Vinh nằm ở bên kia. Trên người hắn còn mặc kia kiện áo sơ mi trắng, áo trong một nửa trác ở trong quần, một nửa ở bên ngoài. Bởi vì nằm xuống duyên cớ, cổ áo hướng hai bên rộng mở, áo trong mỏng manh chất liệu dáng thân thể, hắn ngực bụng bằng phẳng, cơ bắp nhanh thực, không có nửa điểm sẹo lồi hắn một bàn tay khoác lên trên mặt ngăn trở mặt mày nhạc ninh cũng không biết hắn có phải hay không đã đang ngủ chỉ lăng lăng xem hắn nhạc ninh luôn luôn cảm thấy hạ tấn vinh là một cái mê nàng không rõ ràng hắn thú nguyên chủ nguyên nhân cũng không biết hắn đối nguyên chủ ý tưởng cùng với đối nàng ý nghĩ của chính mình thậm chí hắn tính cách nhạc ninh cũng không có hoàn toàn thăm dò bởi vì không biết cho nên không dám tới gần bất quá nhân là thật soái Tuy rằng không có gì vợ chồng tình, bất quá có thể ngủ một giấc cũng là tốt. Nhạc ninh tưởng hoàng đỏ mặt, xoay người nằm, ở trong lòng mặt niệm sắc tức là không, không tức là sắc, dung nhan xương khô bất quá bái trăm năm, lạnh nhạt lạnh nhạt. Niệm xong lại không khỏi may mắn, hoàng hảo nàng lập tức sẽ tiến tổ. Lại tỉnh lại khi hạ tấn vinh đã đi ra ngoài, nhạc ninh xuống lầu khi tuy rằng không có hỏi, nhưng phùng khôn đã chủ động giải thích. Buổi tối có cái lâm thời hội nghị, Tiên Sinh đi công ty. Nhạc Ninh gật đầu, tò mò hỏi: "Hắn luôn luôn như vậy bận sao?" Tiên Sinh công tác bề bộn nhiều việc. Nhưng là hắn cuối tuần tăng ca, chẳng lẽ cái khác cao quản, viên công cuối tuần cũng sẽ tăng ca. Nhạc Ninh bưng nhất tiểu điệp đồ ngọt, thực nhuyễn, bánh ngọt nhuyễn nhuyễn, ăn ngon nhưng là ý nghĩa calorie nhiều. Tuy rằng nguyên chủ thể chất nguyên nhân ăn cái gì cũng không dài thịt, nhưng nhạc ninh cũng chỉ vừa mặt đến thời điểm hưởng thụ vài ngày, đã còn muốn chạy diễn viên con đường này, nàng vẫn là thực chú ý thu hút nhiệt lượng. Tiên sinh cũng không hội yếu cầu cao quản cùng khác viên công tăng ca, nhưng ngẫu nhiên lâm thời có việc, cũng sẽ yêu cầu viên công về công ty tăng ca. Nhạc ninh gật gật đầu, lấy ra di động loát Weibo. Mấy mấy giờ đi qua, dư luận đã lên men, trên mạng nhiệt liệt thảo luận Nhạc Ninh một nhà ba người cộng du du nhạc tràn sự tình. Nhạc Ninh cùng Diệp Thiệu chia tay không đến ba tháng gả cho Hạ Tấn Vinh, tuy rằng hai người đều nói là hòa bình chia tay, nhưng về nguyên chủ vì phàn cành cao bắt cá hai tay Diệp Thiệu cách nói vẫn như cũ ung ung. Bởi vậy chuyện này xuất ra, cũng có người nói là vì sao làm tú ân ái, sướng suy hai người cảm tình. Cũng có người nhận vì đương sự đều không có nói là Nhạc Ninh bắt cá hai tay, các ngươi hạt nhiều lần cái gì, cảm thấy Nhạc Ninh cùng Hạ Tấn Vinh là thật yêu. Ân, ừ, cho dù Nhạc Ninh không phải chân ái Hạ Tấn Vinh, Hạ Tấn Vinh đối Nhạc Ninh cũng khẳng định là thật yêu. Còn có ý kiến tương đối thống nhất là Du Duệ cùng Diệp Thiệu Phan, Loát Bình chỉ có một câu. Tú, liền ở trong này tú. Cho ta tú cả đời. Dù sao ở Du Duệ cùng Diệp Thiệu Phan trong mắt, chỉ cần Nhạc Ninh không đến tai họa nhà mình thần tượng, với ai ở cùng nhau bọn họ đều phóng pháo về phần nhạc ninh chính mình phan. Nhạc ninh áp căng không bao nhiêu phan, thử kính video clip phát ra đến sau nhưng là hắc phấn không ít chuyển phấn. Nhưng những người này sớm chỉ biết nhạc ninh cùng Hạ Tấn Vinh kết hôn chuyện, trước kia bọn họ cảm thấy Hạ Tấn Vinh mắt bị mù, hiện tại sửa lại ý tưởng, nhưng đối hai người tú ân ái cũng là vui khi việc thành. Nhìn chung dư luận, vẫn là chúc phúc nhạc ninh cùng Hạ Tấn Vinh chiếm đa số, tuy rằng này chúc phúc không nhất định là chân thành. Nếu Nhạc Ninh cùng Hạ Tấn Vinh là thật yêu, nhìn đến như vậy đều nhịp hồi phục trong lòng phỏng chừng hội cao hứng, nhưng hiện tại Nhạc Ninh chỉ cảm thấy xấu hổ. Tình huống hiện tại, hoàn toàn không cần uôn khiết phát tú ân ái thông cảo, bạn trên mạng tự động đem bọn họ khóa. Mẹ, ngươi ngày mai mấy điểm xuất phát nha. Nhạc Ninh thu thập này nọ khi, hạ cảnh thần liền ngồi ở một bên, hai tay nâng cầm, ngưỡng nghiêm mặt vẻ mặt hồn nhiên hỏi. Buổi sáng 7 giờ. Như thế nào? Ta đứng lên đưa ngươi à." Tiểu gia hỏa trên mặt là nồng đậm không tha, mẹ ngươi đi công tác muốn sớm một chút trở về nga. "Hảo, ta nhất định." "Mau chóng." Nhạc Ninh nói xong đem trương hành lý kéo đến, đổi một cái khác trương hành lý. Nàng chụp tuy rằng là cổ trang diễn, mặc diễn phục thời gian nhiều, nhưng qua lại hay là muốn mặc chính mình quần áo. Này vừa đi hơn 2 tháng, Nhạc Ninh khẳng định muốn nhiều mang điểm quần áo trừ bỏ quần áo, còn có chút trang sức, túi sách chờ, Nhạc Ninh trang hai cái rương hành lý còn chưa đủ, hiện tại chính hướng cái thứ ba trong rương hành lý trang này nọ. Cái thứ ba rương hành lý không trang mãn, Nhạc Ninh đem rương hành lý kéo đến, đổ lên bên ngoài dựa vào tường phóng, ngày thứ hai lại đem đồ trang điểm bỏ vào đi. Tiểu gia hỏa ban Nhạc Ninh thôi rương hành lý, thôi xong rồi khoa trương nói câu. Rất mệt a. À. Nhạc Ninh cười đem tiểu gia hỏa ôm lấy đến mẹ mời ngươi ăn bánh ngọt được không? Hảo. Nhạc Ninh đem tiểu gia hỏa ôm đi xuống, hạ cảnh thần năm nay 5 tuổi, thân cao đã có một thước nhị, trên người tuy rằng không có gì thịt, nhưng vẫn như cũ rất nặng. Mới vừa đi xuống thang lầu Nhạc Ninh liền cảm thấy mệt mỏi, đem tiểu gia hỏa buông mà nói. Mẹ mệt mỏi, chính ngươi đi được không? Tiểu gia hỏa hưng lên tiếng, hô. Bánh ngọt đâu? Phùng không không ở phòng khách, đại cửa mở ra mờ nhạt ngọn đèn từ bên ngoài chiếu tiến vào hạ tấn vinh một thân thẳng tây trang từ bên ngoài đi vào đến biên đi hắn biên tháo xuống kính râm, thấp giọng cùng đi theo bên cạnh trần trợ lý nói chuyện bối cảnh là mở rộng đại môn cùng bên ngoài hát trầm đêm nhạc ninh cảm thấy này hình ảnh như là trong phim kinh điển cảnh tượng hạ tấn vinh giống như là trong phim nam nhân vật chính tư thế oai hùng hiên ngang anh tuấn bức người không cv billo đây, không bạn thích bộ truyện này. Yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video. Chương 37 37 Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio.com Nhạc Ninh cảm thấy chính mình là bị sắc đẹp sở hoặc. Làm nàng nằm ở trên giường, xem áp ở trên người bản thân hạ tấn vinh khi, trong đầu chỉ còn lại có này một cái ý niệm trong đầu. Nàng không xem như thực bảo thủ nhân, nhưng nàng cùng một cái vừa nhận thức nam nhân lên giường, nàng đích xác có chút làm không được nhưng nàng cùng hạ tấn vinh lại bất đồng bọn họ xa lạ lại là thân mật nhất quan hệ làm việc này là lại để ý sở phải làm chuyện nhạc ninh đối cùng hạ tấn vinh làm chuyện này cũng không phản cảm nàng không chán ghét hạ tấn vinh tương phản còn có điểm thích ai đều thích soái ca huống chi này nam nhân còn có khí chất phong độ thuộc loại cao chất lượng nam nhân như vậy một cái chất lượng tốt nam nhân xảy ra trước mặt nhạc ninh không phải vô tâm động, chính là khắc chế. Nàng cấp chính mình liệt mấy cái lộ, ly hôn xa chạy cao bay, hoặc là ôm đùi cùng hạ tấn vinh tương thân tương ái, nhưng ở tình yêu trên hôn nhân nhạc ninh là cái bi quan chủ nghĩa giả, bởi vậy nàng muốn nhất đi, vẫn là ly hôn con đường này. Bởi vậy nàng luôn luôn tránh cho cùng hạ tấn vinh phát sinh quan hệ, cũng là không hy vọng bởi vì bọn họ quan hệ thay đổi, ảnh hưởng đến ly hôn nhưng hôn nhân cho tới bây giờ không phải đơn giản như vậy chuyện ly hôn lại càng đừng nói nàng hy vọng là hòa bình ly hôn lấy hạ tấn vinh thái độ chỉ sợ là một hồi kéo dài trận một khi đã như vậy này nam nhân không ngủ bạch không ngủ đi ly hôn về sau nàng còn không nhất định có thể lại gặp được hạ tấn vinh như vậy cao chất lượng nam nhân nhạc ninh nghĩ như vậy lý trí lại ở kêu gào nàng thật sự là điên rồi nhưng nàng lại hướng điên bên cạnh càng chạy càng xa làm hạ tấn vinh khiêu khai nàng môi, nàng ôm lấy hắn cổ, thử thăm dò đáp lại một chút. Tiếp theo thuấn, hạ tấn vinh hàm trụ nhạc ninh môi, khẽ cắn, hấp làm. Nhạc ninh mơ mơ màng màng gian nghĩ đến, đại khái chính ứng câu nói kia, không ở trầm mặt trung bùng nổ, ngay tại trầm mặt trung tử vong. Ở hạ tấn vinh phóng thích mị lực câu dẫn nàng khi nàng luôn luôn đè nén. Cuối cùng này sở hữu đè nén đều ở đêm nay bùng nổ. Về phần về sau, dù sao Nhạc Ninh hiện tại là quản không xong, nàng chủ động đi thoát hạ Tấn Vinh áo trong. Đối nam nhân đến nói, đây là một loại cổ vũ, phần lớn hội càng nhiệt liệt, nhưng Hạ Tấn Vinh bất đồng. Hắn dừng lại. Không sai, hắn ngừng. Trụ. Nhạc Ninh mở mắt ra xem Hạ Tấn Vinh, hắn lui khai đi, ánh mắt sâu thẳm xem Nhạc Ninh, sờ sờ trán của nàng. Ngươi bị bệnh. Ngươi tài có bệnh. Nhạc Ninh một bốn máu thiếu chút nữa phun ra đến, mạnh mẽ tỉnh táo lại, đẩy ra Hạ Tấn Vinh. Không có. Nàng xoay người xuống giường, bước nhanh đi vào phòng tắm, trở ra trực tiếp mở ra vòi sen vòi phun, rót chính mình một thân nước lạnh. Nhạc Ninh thật lâu không có tẩy qua nước lạnh tắm, đột nhiên bị nước lạnh văng lên một thân, đánh cái rùng mình, nhưng cũng triệt để tỉnh. Sắc mặt nàng cứng ngắc, hận không thể mặc hồi nửa giờ trước sau khai chính mình đầu này đều là chuyện gì a? À? Lại nghĩ đến Hạ Tấn Vinh, nàng muốn ngủ hắn hắn cư nhiên hỏi nàng có hay không bệnh. Nếu không là tự mình cảm thụ qua, nàng quả thực muốn hoài nghi hắn ép. Khó trách hắn chú cô sinh. Nhạc Ninh phẫn hận nghĩ, nhanh chóng tắm, tẩy xong rồi mới phát hiện một cái vấn đề quan trọng, nàng không có lấy quần áo tiến vào. Nhạc Ninh biến sắc, chỉ có thể lấy khăn tắm bao vây trụ thân thể. Xuất môn khi Nhạc Ninh cố ý nhìn nhìn gương, cảm thấy chính mình quả kính hẳn là không vấn đề gì tài kéo ra môn đi ra ngoài hạ tấn vinh đã không ở trong phòng nhạc ninh tâm tình càng thêm hỏng bét nàng đi vào phòng giữ quần áo tìm ra quần áo thay áo ngủ là áo đáp quần dài kiểu dáng có chút cũ kỹ nhưng thực thích hợp hiện tại nhạc ninh nhạc ninh đi ra ngoài hạ tấn vinh đã trở về trên người hắn còn mặc bị giải khai một nửa áo sơ mi trắng tóc hỗn độn nằm ở sông thượng lấy tay đắp cái tráng nhưng ánh mắt lại mở to, giống ở suy xét chuyện gì. Nhạc ninh không hỏi nhiều, đi đến bên kia nằm xuống ngủ. Tắm rửa xong. Nhạc ninh không trả lời, nàng hiện tại không phải rất muốn quan tâm Hạ Tấn Vinh, nhưng Hạ Tấn Vinh cũng rất sâu sắc. Ngươi tức giận. Nhạc ninh mở mắt ra, dơ lên vẻ mặt giả cười, ta tức giận cái gì? Hạ Tấn Vinh nhíu mày. Nga, không sinh khí là tốt rồi nửa điểm không đề cập tới chuyện vừa rồi, trên mặt cũng không có chút ấy nấy. Nhạc ninh trong lòng âm thầm thề, nếu có lần sau, nàng kêu hạ tấn vinh ba ba. Trước khi ngủ phát sinh không ít chuyện, nhưng đêm nay nhạc ninh giấc ngủ chất lượng lại phá lệ cao, có thể nói là nàng cùng hạ tấn vinh nằm ở trên một cái giường sau ngủ tốt nhất một lần. Trạng sáng lục điểm, đồng hồ báo thức vang lên, hạ tấn vinh trước tỉnh, đi phòng tắm đánh răng rửa mặt, lúc đi ra nhìn đến nhạc ninh vẫn như cũ nằm ở trên giường đang ngủ say đi qua vỗ vỗ nhạc ninh bả vai rời giường nhạc ninh phiên cái thân không tỉnh hạ tấn vinh trực tiếp vương ngón cái cùng ngón trỏ đem nhạc ninh cái mũi sờ nhạc ninh ở thông khí không khoái trung tỉnh lại liếc mắt một cái nhìn đến mặc áo ngủ một thân nhẹ nhàng khoan khoái hạ tấn vinh liền phát hoảng ngươi là ai ngươi trượng phu Hạ Tấn Vinh thuận miệng trả lời. Nhạc Ninh khóe miệng vừa kéo, tỉnh táo lại oán giận nói: "Ngươi người này thế nào như vậy ngây thơ a?" À? Cư nhiên còn niết mũi nàng, nàng 6 tuổi về sau sẽ không ngoạn loại này. "Nhìn ngươi ngủ thục." Hạ Tấn Vinh một điểm ngượng ngùng đều không có. Hạ Tấn Vinh bình thường rời giường sau sẽ đi chạy bộ, nhưng hôm nay Nhạc Ninh rửa mặt hảo đến nhà ăn sau, Hạ Tấn Vinh cũng đã ngồi ở trong phòng ăn như là muốn cùng nàng cùng ăn bữa sáng tiết tấu. Ăn cơm khi Hạ Tấn Vinh nói lên Nhạc Ninh tiếng tổ chuyện, nhưng nàng có vấn đề điện thoại cho hắn. Nhạc Ninh nghe xong cười. Ngươi cũng không phải vòng giải trí, tìm ngươi có ích lợi gì. Hạ Tấn Vinh cũng không tức giận, bình tĩnh nói. Ta đỉnh đầu luôn có chút quan hệ, giúp ngươi vẫn là dư giả. Lời này Nhạc Ninh là tin tưởng, Hạ Tấn Vinh loại này đại lão, chỉ cần tưởng kết giao trong vòng giải trí nhân, khi kết giao khẳng định cũng là vòng trung đại lão. Nàng một cái tiểu con tôm, gặp được khó khăn tại đây chút đại lão trong mắt lại tính cái gì. Này cũng là nhạc ninh cảm thấy hạ tấn vinh tốt địa phương, hắn tuy rằng không thích thê tử của chính mình cùng khác nam diễn viên chụp thân mật diễn, nhưng hắn cũng không khinh bỉ diễn viên. Nhạc ninh trước kia có cái quan hệ coi như không sai bằng hữu, đối phương gã nhập hào môn đời sau tuy rằng tưởng quay phim, nhưng diễn viên này chức nghiệp, đối người thường mà nói tốt lắm, nhưng ở những kia cái gọi là hào môn trong mắt bất quá là con hát là hạ cửu lưu hoạt động bởi vậy nàng bằng hữu vì gia đình tối nhưng vẫn còn lựa chọn tránh bóng ở vòng giải trí gả nhập hào môn nữ minh tinh trung này tuyệt đối không phải cái lệ nhưng ở hạ tấn vinh trong mắt chức nghiệp cũng không có gì cao thấp quý tiện chi phân hắn chưa từng có khinh thị nhạc ninh chức nghiệp thậm chí nguyện ý cho giúp nhạc ninh trong lòng cảm khái nhưng tiếp theo dây liền tỉnh táo lại tối hôm qua vừa nói xong trong lời nói, hiện tại cũng không thể đã quên. Nhạc Ninh đối hạ Tấn Vinh biểu đạt ra chân thành cảm tạ, nhanh chóng ăn xong bữa sáng, lên lầu thu thập này nọ. Này nọ ngày hôm qua đã thu thập không sai biệt lắm, tổng cộng ba cái rương hành lý, nàng ai cũng chưa nói, chính mình thôi rương hành lý đi ra ngoài. Hạ Tấn Vinh lên lầu nhìn đến, khóe miệng trừ trừ. Ngươi là chuyển nhà. Ngươi hy vọng ta chuyển nhà nhạc ninh hỏi lại hạ tấn vinh tự tiếu phi tiếu nói hy vọng ta còn có thể hỏi chính là ngươi mang nhiều như vậy trương hành lý nhạc ninh làm ra kinh ngạc biểu cảm như vậy bắt lính theo danh sách lý nhiều sao ta tài dẫn theo vài món quần áo hạ tấn vinh không lời nào để nói ban nhạc ninh đem trương hành lý bắt đi mới vừa đi hai bước liền nghe thấy nhạc ninh nói đợi chút hắn quay đầu nhìn đến nhạc ninh đẩy ra hạ cảnh thần cửa phòng đi vào rất nặng rèm cửa sổ đem ánh sáng ngăn cách bên ngoài bên trong một mảnh hắc ám hạ cảnh thần vẫn như cũ đang ngủ hắn ngủ thực an ổn trên cơ bản ngủ tiền là cái dạng gì ngày thứ hai buổi sáng đứng lên khi liền là cái dạng gì chính là hắn hô hấp tựa hồ có chút không khoái dương miệng nhỏ giọng thở phì phò hắn khuôn mặt thịt thịt làn da trắng nõn môi hồng nhuận dương miệng một trường hợp lại, như là chỉ tiểu kim ngư. Thật đáng yêu. Nhạc Ninh nhìn hai phút, xoay người đi ra ngoài, xuống lầu khi nói với Hạ Tấn Vinh. Chờ thần thần tỉnh, ngươi giúp ta nói cho hắn ta thật mau trở lại. Ân. Ừ. Hạ Tấn Vinh cầm rương hành lý đưa Nhạc Ninh xuất môn. Bảy giờ, thiên đã hoàn toàn sáng, ánh sáng mặt trời dâng lên, treo ở phương xa cây cối cành cây thượng. Hạ gia chủ trạch cũng nóng nháo lên, người làm vườn tu bổ vườn hoa, Phùng Khôn đứng lại bên xe, một bàn tay cầm tân hái dùng để sáp bình hoa tươi, tay kia thì kéo mở cửa xe. Hạ Tấn Vinh đem rương hành lý bỏ vào hậu bị rương, Phùng Khôn vốn chuẩn bị giúp đỡ, lại bị Hạ Tấn Vinh ngăn cản. Ta đến là tốt rồi. Tiểu triệu cùng một người tuổi còn trẻ nữ hài tử đứng lại một bên, hắn nhanh tay lẹ mắt, tiến lên cấp nhạc ninh mở cửa. Nhạc ninh tiến xa tiền đối hạ tấn vinh vẫy vẫy tay ta xuất phát. Hạ tấn vinh quan thượng hậu bị trương môn, thối lui đến một bên nói. Ân, đến cấp cái điện thoại. Hảo. Nhạc ninh ngồi vào trong xe. Tiểu triệu cùng cái kia tuổi trẻ cô nương đi theo ngồi vào đến, lái xe, xuất phát. Nhạc ninh đánh giá tuổi trẻ cô nương, nàng mặc đơn giản tê, sớt quần dinh, tóc trắc thành đuôi ngựa, tướng mạo phổ thông, xem đỉnh thành thật. Nàng theo kính chiếu hậu nhìn đến nhạc ninh đang nhìn nàng, chậm rãi cúi đầu, như là có chút ngượng ngùng. Nhạc ninh trước mở miệng. Ngươi kêu tiêu tiêu. Bao lớn. Ân, ừ, ninh tỷ bảo ta tiêu tiêu tốt lắm, ta lập tức liền 22. Tiêu tiêu trả lời nói, thanh âm cũng có chút nhỏ giọng tế khí. Nhạc ninh thuận miệng hỏi. Trước ngươi làm qua trợ lý sao? Tiêu tiêu lắc đầu. Vậy ngươi thế nào đột nhiên nghĩ đảm đương trợ lý? Nhạc Ninh hỏi, trợ lý này chức nghiệp, xem có thể tiếp xúc gần gũi minh tinh, nhưng kỳ thực thực không phải tốt như vậy làm. Đầu tiên chính là tiền lương, Kinh Thành là thủ đô, một tháng 4 năm ngàn cơ bản sống không nổi, nhưng trợ lý tiền lương cơ bản cũng liền 3-4 ngàn, tuy rằng nói bao ăn trụ, kia cũng là thấp. Lại chính là trợ lý công tác thời gian cơ bản đi theo nghệ nhân đi, một ngày 24 giờ, tùy kêu tùy đến, một năm 365 ngày, cơ hồ cả năm vô hưu có thể nói, này chức nghiệp là điển hình tiền thiếu bận rộn, muốn làm trợ lý nhiều, nhưng chân chính có thể ngao đi xuống thiếu. Tiêu Tiêu cúi đầu nói, "Ta bằng cấp không cao, làm khác cũng chỉ có thể làm phục vụ sinh hoặc là ở nhà xưởng dây truyền sản xuất, ta, ta không nghĩ cả đời tử như vậy." Nhạc Ninh Minh Bạch, Tiêu Tiêu xem nội hướng, nhưng trong khung ước chừng là có tính dẻo. Kỳ thật muốn nói trong lời nói, trợ lý vẫn là linh hoạt một điểm hội giao tế tương đối hảo nhưng nàng trợ lý đã có cái tiểu triệu, tiểu triệu giao tế năng lực cường, một cái nội hướng điểm không có gì, chủ yếu hay là muốn thành thật. Tiêu tiêu xem còn đỉnh phù hợp, cho dù không thích hợp, trợ lý cũng không phải buộc định sẽ không có thể đổi, nhạc ninh cũng không lo lắng, không, CV Bilovelli đây, không. Bạn thích bộ truyện này? Yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video. Chương 38 38 bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com nhạc ninh đoàn người theo kinh thành thừa máy bay lại đổi xe đuổi ở sau giữa trưa tới ảnh thị thành kịch tổ tài đại khí thô an bày khách sạn là năm sao cấp diễn viên chính nhóm đều là giường lớn phòng tiểu nhân phối hợp diễn đến nhân viên công tác cơ bản đều là tiêu gian. đưa bọn họ đến phòng sau nhân viên công tác liền ly khai tiêu tiêu đem nhạc ninh trong rương hành lý quần áo lấy ra sửa sang lại hảo tiểu triệu thì tại kiểm tra phòng Nhạc Ninh thì tại cùng hạ cảnh thần ở gọi điện thoại, tiểu gia hỏa thanh âm có chút xa sút thanh âm nhuyễn miên miên. Mẹ ta rất nhớ ngươi. Nhạc Ninh nghe lời này thanh âm mềm lòng, nhưng trở về thời gian nàng cũng không thể khẳng định, đành phải nói. Chờ bên này sự tình kết thúc trở về đi, ngươi trong khoảng thời gian này ở nhà muốn ngoan ngoãn Nga, nếu tưởng ta, có thể dùng ba ba di động theo ta video clip, ba ba đâu. Ba ba đi làm. Tiểu gia hỏa đáng thương hề hề nói. Nhạc Ninh lại an ủi tiểu gia hỏa một trận, thẳng đến phùng không nhắc nhở hắn nên ngủ trưa tài kết thúc trò chuyện. Tiểu Triệu đi ra ngoài một chuyến lại trở về, đã đánh nghe rõ ràng. Đối diện phòng là duệ ca, du duệ bên trái là Lăng Duyệt phòng, bên phải là Đạo diễn phòng, Ninh tỷ ngươi bên trái là Cừu Lục, bên phải là Phan Tuyết, duệ ca cùng Phan Tuyết còn chưa có đến, Lăng Duyệt phỏng chừng đêm nay đoán được, Cừu Lục đã đến. Ân Tiểu Triệu còn nói. Ngày mai cử hành khởi động máy nghi thức, tổng cộng chụp tam tràng diễn, một hồi duệ ca kịch một vai, mặt khác hai tràng là cùng ngươi cùng lăng duyệt đối thủ diễn. Tiên Linh Truyền là đại nam chủ phim truyền hình, chỉnh chuyện xưa trọng điểm đều quay chung quanh phong quân người này triển khai, cho nên du duệ diễn phân có thể nói là nặng nhất. Này ảnh thị thành cũng thách đấu điếm, tuy rằng đường kiến trúc tên cùng nàng xuyên không tiền thế giới vô cùng giống nhau, nhưng ảnh thị trong thành bộ cơ bản không sai biệt lắm. Nhạc Ninh cũng không có hứng thú đi ra ngoài dạo, buổi chiều liền đợi ở trong phòng xem kịch bản, đến muộn trước khi ăn tài đi khác phòng xuyến môn. Nhạc Ninh mang theo ăn, đi trước sau Ngụy Bách môn, Ngụy Bách trong phòng không chỉ hắn một người, Hầu Minh Viên đã ở. Ngụy Bách trước kia thực chứng mắt Nhạc Ninh loại này diễn viên, nhưng phía trước thử kính vài lần, Ngụy Bách đã tán thành Nhạc Ninh, bởi vậy đối nàng đã đến cảm thấy thập phần cao hứng, há mồm chính là kịch bản xem thế nào không sai biệt lắm nhạc ninh nói ngày mai hảo hảo chụp đừng cho ta mất mặt hầu minh viên khóe miệng trừ trừ giải thích nói ngươi có khác quá lớn gánh nặng hắn người này liền là như thế này miệng nói được lợi hại ngươi liền ấn bình thường hầu minh viên muốn nói ấn bình thường quay phim giống nhau đến nhưng nhất tưởng nhạc ninh trước kia quay phim kia kỹ thuật diễn quả thực vô cùng thê thảm bởi vậy sửa miệng nói, ân, cứ dựa theo ngươi thử kính thời điểm chỉ tiêu chuẩn đến là tốt rồi. Là, ta ở nhà thời điểm chính mình động thủ làm nhiều điểm tâm, mang đi lại cấp đại gia nếm thử. Nhạc ninh đem trang tốt điểm tâm lấy ra, đặt ở trên bàn trà. Nhạc ninh ở đạo diễn phòng đợi không lâu sau, tuy rằng nàng vào cửa khi cố ý không có đóng cửa, nhưng vẫn là rất nhanh rời đi, mọi người phòng đều tặng ăn. Vừa vặn đến muộn giờ cơm giang, đại gia liền cùng đi ăn cơm. Hôm nay không phải liên hoan, Ngụy Bách liền không thấu này náo nhiệt, làm cho bọn họ người trẻ tuổi đi, bởi vậy đi nhân tổng cộng 4, Nhạc Ninh, Lăng Duyệt, Phan Tuyết cùng Cừu Lục, Du Duệ còn chưa tới. Lăng Duyệt là Mỹ thị truyền thông đương gia hoa đáng, cũng là hiện tại đang lúc hồng lưu lượng hoa, nhân khí cao tài nguyên hảo, Phan Tuyết khi nói chuyện ẩn ẩn có chút nâng nàng. Phan Tuyết cũng là Mỹ thị, nhưng nhân khí của nàng so với Lăng Duyệt còn kém hơn, thứ hai thê đội đều không đủ trình độ, hơn nữa nàng niên kỷ không nhỏ. Nữ minh tinh hoa kỳ đoạn, qua 30 tuổi càng khó xuất đầu, Phan Tuyết vài năm nay nếu không có cách nào khác thượng vị, này phối hợp diễn sợ là muốn cả đời diễn đi xuống, tiếp qua vài năm, nữ nhị đều không diễn, có thể tiếp đều là trưởng bối nhân vật. Cho nên đối với tiên linh truyền này bộ diễn Phan Tuyết phá lệ coi trọng, nàng ở kịch trung sức diễn là phong quân tiểu sư muội nhân thiết nhu thuận thảo hỷ chỉ ngóng trong có thể bằng này nhân vật hồng một phen bởi vậy phan tuyết đối nhạc ninh quan cảm có chút phức tạp nhạc ninh quá đẹp vì nữ minh tinh cùng nàng đứng chung một chỗ đều ảm đạm thất sắc nàng trước kia là có tiếng kỹ thuật diễn kém phan tuyết tự nhận có thể ở kỹ thuật diễn thượng thắng được phía trước nghe nói nhạc ninh diễn thẩm phi tuyết cũng là không tính thực lo lắng mà khi nàng nhìn nhạc ninh lần thứ hai thử kính video clip qua đi, Phan Tuyết trong lòng liền không để. Nhưng mặc kệ trong lòng nghĩ như thế nào, trên mặt mũi công phu hay là muốn làm được vị, dù sao nhạc ninh tuy rằng không tính hồng, nhưng nhân gia gã tốt. Bởi vậy Phan Tuyết nịnh hót khởi lăng duyệt đến, cũng sẽ không rất quên nhạc ninh, ít nhất phủng lăng duyệt 10 câu, hội khoa nhạc ninh một câu. Chỉ là như thế này không khỏi rất toan tính thiệt hơn, nhạc ninh xem có chút không nói gì. Vòng giải trí không sợ toan tính thiệt hơn, này vòng luẩn quẩn vốn chính là thế lực, ai hồng phủng ai là thái độ bình thường. Nhưng có thể ở này trong vòng luẩn quẩn xuất đầu đều là nhân tinh, cho dù khôn khéo thế lực cũng sẽ không biểu hiện rất rõ ràng, căn bản không sẽ phát sinh trước mắt loại tình huống này. Nhưng Nhạc Ninh cảm thấy chính mình là cái thêm đầu, cựu lục là cái trầm mặt, lại càng không hội sinh động không khí, trong lúc nhất thời, bữa này cơm trở nên đần độn vô vị đứng lên một bữa cơm ăn xong đều tự hồi gian phòng trên lầu ăn cơm khi tiểu triệu không ở trong ghế lô nhưng nhìn đến nhạc ninh sắc mặt cũng đoán được bữa này cơm sợ là phát sinh chút gì cười hỏi câu nhạc ninh nói không có gì đại gia có chút không quen tương đối xấu hổ tiểu triệu nhất tưởng lăng duyệt cùng phan tuyết là một cái công ty cũng không đến mức rất không quen nhạc ninh này sợ là bị xa lánh thôi ninh tỷ ngươi thật sự không có việc gì sao có thể có chuyện gì nhạc ninh cảm thấy tiểu triệu hỏi có chút buồn cười chúng ta quay phim hợp tác đâu nói trắng ra là chính là một cái lâm thời đồng sự quan hệ không có trở ngại là đến nơi ngươi đừng nghĩ nhiều lắm nga nga vậy là tốt rồi tiểu triệu cùng tiêu tiêu đều đi rồi nhạc ninh nằm ở trên giường cảm thấy có chút nhàm chán không muốn nhìn kịch bản rõ ràng lấy ra di động loát quay bộ giải trí tin tức có tác dụng trong thời gian hạn định đoạn, lại đại tin tức nhiệt độ cũng bất quá vài ngày, Nhạc Ninh cùng Hạ Tấn Vinh là vợ chồng, mang theo đứa nhỏ xuất môn du ngoạn kỳ thật thực bình thường. Chuyện này ngày hôm qua thượng nóng sưu, hôm nay nóng độ còn có giảm xuống xu thế, nhưng thảo luận vẫn như cũ không ít, nguyên nhân vô hắn, Hạ Tấn Vinh tướng mạo rất đục lỗ. Trên cái này thế giới kẻ có tiền không ít, nhưng có tiền lại bộ dạng xoái nhân cũng không nhiều, giống cả nước sổ được với Phú Hào, phần lớn 450 50 tuổi, vệ rất nhiều, tướng mạo phổ thông cũng rất nhiều. Giống Hạ Tấn Vinh như vậy, tài 30 xuất đầu, dáng người cao ngất tướng mạo anh Tuấn Phú Hào quả thực là phượng mau cụ ấu. Hạ Tấn Vinh điệu thấp, chỉ nhận qua vài lần tạp chí kinh tế tài chính sưu tầm đăng ảnh chụp, phía trước hắn cùng nhạc ninh yêu đương sự tình bị cho sáng tỏ cũng không có một trương ảnh chụp truyền lưu xuất ra. Lần này khen ngược, chụp được ảnh chụp bạn trên mạng không có thượng trăm cũng có mấy chục, các cấp độ, cao thanh mơ hồ đều có, nhưng mặc kệ thế nào trương ảnh chụp, hạ tấn vinh nhan trị đều là cao đến có thể xê vị xuất đạo. Phía trước hạ tấn vinh cùng nhạc ninh công bố hôn tấn, trên mạng đem hạ tấn vinh ảnh chụp luôn một lần, đương thời còn có người toan nói ảnh chụp 8 phần là P, chân nhân diện mạo nhiều lắm liền phổ thông tiêu chuẩn. Hiện tại chưa P chiếu ra đến, này 360 độ vô góc chết tướng mạo, phóng tới vòng giải trí cũng là đứng đầu nhan trị, phía trước châm chọc nhân đều không phản đối. Mà Hạ Tấn Vinh, rõ ràng hơn nhất ba nhan phấn, này đó nhan phấn hết sức đau lòng, ào ào muốn chúng trù trả thù lao Hạ Tấn Vinh nhìn ánh mắt, này đến cùng là nhiều hạt tài năng coi trọng nhạc ninh. Bởi vậy, nhạc ninh phan liền không vừa ý, cái gì kêu nhiều hạt mới nhìn thượng nhạc ninh. Chúng ta nin ninh ninh nhan trị cũng rất cao, cũng rất nhiều tiền hảo sao. Song phương một lời không hợp, bắt đầu tê bức. Còn có Du Duệ cùng Diệp Thiệu Phan, vẫn như cũ là phổ thiên đồng thánh, hy vọng Hạ Tấn Vinh có thể dài mệnh trăm tuổi, sự nghiệp của hắn có thể dài lâu dài lâu, ánh mắt luôn luôn hạt đi xuống, miễn cho hắn ngày nào đó đã chết, sự nghiệp đánh bại, ánh mắt tốt lắm, cùng Nhạc Ninh ly hôn cổ sau lại đi tai họa nhà mình ca ca. Nhạc Ninh xem bạn bè trên mạng loạn thất bát tao ơi bộ, trong lòng có chút không nói gì, không rõ là cái gì cho bọn hắn lỗi thấy chỉ cần nàng quay đầu du duệ cùng Diệp Thiệu sẽ lập tức mắc câu, hai người bọn họ cũng không phải ngư. Nàng đang nghĩ tới, Hạ Tấn Vinh phát ra cái video clip đi lại, Nhạc Ninh chuyển được video clip. Tiểu gia hỏa mặt xuất hiện tại màn ảnh, hắn khuôn mặt bị màn ảnh vô hạn phóng đại, đen bóng trong mắt chuyển động, sau đó định trụ, trên mặt lộ ra tươi cười. Mẹ. Thần thần buổi tối hảo, ngươi ăn cơm sao? ăn, tiểu gia hỏa nhìn xem bên cạnh nói, ba ba cũng ăn. Video clip hình ảnh vừa chuyển, Hạ Tấn Vinh sườn mặt xuất hiện tại màn ảnh, hốc mắt hãm sâu, mũi cao thẳng, thật là vô góc chết khuôn mặt tuấn tú. Hạ Tấn Vinh quay đầu xem màn hình, thanh âm thản nhiên. Khi nào thì đến? Giữa trưa liền đến, Nhạc Ninh nói xong nhớ tới xuất phát tiền Hạ Tấn Vinh còn dặn nhường nàng đến kịch tổ gọi cuộc điện thoại, nhưng nàng một đường sóc nảy sớm tấp quên, trong lòng có chút ấy nấy, thật có lỗi, ta đã quên điện thoại cho ngươi. Không có việc gì. Hạ Tấn Vinh nói được Vân Đạm Phong Kinh. Mẹ ngươi ăn cơm sao? Đại khái là đối cha mẹ tán gẫu đã quên chính mình cảm thấy bất mãn, Hạ Cảnh Thần lại đem màn ảnh chuyển hướng chính mình, lời ngon tiếng ngọt không cần tiền dường như sái hướng nhạc ninh, mẹ ta rất nhớ ngươi. Tiểu gia hỏa đem màn ảnh chuyển hướng chính mình thời điểm, khoảng cách có chút vấn đề, màn ảnh chỉ nhìn đến nửa gương mặt. Nhưng này biên ánh sáng sáng ngời, tiểu hài tử làn da cũng tốt, trắng trắng non mềm, cho dù nửa gương mặt chiếm màn hình thoạt nhìn cũng thật đáng yêu. Hơn nữa hắn thanh âm nhuyễn nhuyễn nhu nhu, như là ở làm nũng, nhạc ninh cả trái tim đều hóa. Mẹ cũng rất nhớ ngươi. Sau là bọn họ mẫu tử bác hai người hoàn toàn đã quên hạ tấn vinh tồn tại, thẳng đến hạ tấn vinh thanh âm lại vang lên. Thời gian không sai biệt lắm. Tiểu gia hỏa khuôn mặt bỗng chốc suy sụp. A, à. Di động bị từ tiểu gia hỏa trong tay trừ đi, Hạ Tấn Vinh ánh mắt lãnh đạm xem màn hình, mặt không biểu cảm nói. Ngủ ngon! Ngủ ngon! Nhạc ninh chần chờ nói, nàng tổng cảm thấy Hạ Tấn Vinh giống như tức giận. Nhưng là hắn vì sao sinh khí đâu? Nhạc ninh xem tối đen di động màn hình, trong lòng nghĩ mãi không xong cuối cùng chỉ có thể đem nguyên nhân đổ lỗi đến Hạ Tấn Vinh bản nhân hỷ nộ vô thường mặt trên. Mà Hạ gia trong đại trạch, Hạ Tấn Vinh xem trước mắt mắt nước mắt lưng trồng con, khóe miệng trừu trừu. Nước mắt nghẹn trở về. Tiểu gia hỏa khịt khịt mũi, trong ánh mắt vẫn như cũ có lệ, trừng mắt nhìn Hạ Tấn Vinh hồi lâu, lớn tiếng nói. Ba ba phá hư. Nói xong Hạ cảnh thần lau nước mắt lên lầu. Hạ Tấn Vinh không dám tin xem hắn bóng lưng, hỏi. Hắn là ở theo ta phát giận sao? Phùng Khôn không đáp vấn đề này, chính là mỉm cười nói: "Tiên sinh nếu tưởng phu nhân, không bằng cho nàng gọi cuộc điện thoại." Hạ Tấn Vinh hừ lạnh. "Ai?" giọng nói vừa xuất khẩu, Hạ Tấn Vinh dừng lại, nheo lại mắt xem Phùng Khôn. "Thu hồi ngươi trong đầu này loạn thất bát tao gì đó." "Là, ta nghĩ đến nhiều lắm, tiên sinh một điểm, một điểm cũng không tưởng phu nhân." Hạ Tấn Vinh này quản gia sợ là không nghĩ can, không, CV Bilovelli đây, không. Bạn thích bộ truyện này. Yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video. Chương 39 39 Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com Tiên linh truyền đầu tư đại, nam nữ chủ đều là đang lúc hồng, nhưng kịch tổ ngụy bách già vị lớn nhất, hắn đều trụ giường lớn phòng, người khác tự nhiên đều là như thế. Du Duệ thái độ thập phần đoan chính, ký hợp đồng sau, cơ bản kịch tổ nói như thế nào hắn liền thế nào phối hợp. Hắn này 2 năm ở chuyển hình, tưởng hướng diễn viên phương diện đi, nhưng phim thần tượng cùng chứng cớ thiên nhiên có vách tường, rất khó vượt qua. Ngụy Bách trước kia đều là chụp chính kịch, lần này tiên linh truyền tuy rằng là tiên hiệp kịch, hiện tại quốc nội thị trường, tiên hiệp kịch cơ bản cùng cấp phim thần tượng, nhưng lần này Mỹ thị truyền thông hiển nhiên muốn làm không đồng dạng như vậy, cho nên thỉnh Ngụy Bách đảm nhiệm đạo diễn kịch vốn cũng là hướng chính kịch mặt trên viết. Vốn Mỹ Thị vốn định mời Diệp Thiệu đến diễn này phong quân này nhân vật, nhưng Diệp Thiệu là điện ảnh già, căn bản không tính toán trở về chụp phim truyền hình. Du Duệ là Mỹ Thị truyền thông số một số hai tiểu sinh, tích cực bàn bạc, tài lấy đến này nhân vật. Hắn đoàn đội vì hắn tiếp này bộ diễn đều thập phần phấn chấn, nhưng rất nhanh nữ hai người tuyển xác định, cấp Du Duệ đoàn đội hát một chậu nước lạnh. Nhạc Ninh là ai? Nói trắng ra là chính là cái tâm cơ biểu, mượn nam nhân thượng vị, nàng nhập vòng nhiều năm, tác phẩm tiêu biểu vẫn là nàng tam đoạn cảm tình. Lúc trước cũng không biết Du Duệ là thế nào hôm đầu coi trọng nàng, còn bị nàng thiết kế không thể không công khai tình cảm lưu luyến. Lần đó tình cảm lưu luyến công bố, Du Duệ phan thoát vấn vô số, đến bây giờ nhân khí cũng không có khôi phục lại. Biết Du Duệ tiến tổ, hắn người đại diện Trần Khải vẫn như cũ lo lắng, miệng dặn nói quay phim này mấy tháng ngươi chú ý cùng nhạc ninh khoảng cách hiện tại không thể so từ trước nàng là đã kết hôn các ngươi nếu lại nhấc lên quan hệ kia nhưng là đạo đức vấn đề du duệ ngồi ở trên sofa ngoạn di động nghe nói như thế trên tay động tác dừng lại nhưng không hé răng hắn là thập phần tuấn mỹ diện mạo môi hồng sĩ bạch mi mục anh tuấn không cười thời điểm khí chất hơi lạnh cười rộ lên mặt mày công công thập phần ánh mặt trời hắn lúc này hơi hơi cho mày lại Trần Khải cũng nhìn không ra hắn là cao hứng vẫn là mất hứng, trong lòng lo lắng, tiếp tục nói. Lời nói của ta ngươi đừng không đương thực, kia nữ nhân tin đâu, lần đó các ngươi ước hội ảnh chụp, tuyệt đối là nàng tìm người chụp, nếu không là ngươi, nàng bây giờ còn là cái 18 tuyến, hiện tại đâu? Đầu tiên là Diệp Thiệu, lại là Hạ Tấn Vinh, ta liền không rõ, nàng hảo hảo làm hào môn rộng rãi rất không tốt sao? Vì sao vừa muốn tái nhậm chức đến quay phim? Du Duệ nghĩ đến lần đó thử kính, thanh âm thản nhiên. Có lẽ, nàng thích biểu diễn. Trần Khải như là nghe được một chuyện cười, ha, một tiếng. Nàng thích biểu diễn. Du Duệ ngươi không phải đang nói dẫn đi. Nói xong cảm thấy Du Duệ thái độ không quá đối, sắc mặt một viên nghiêm túc đứng lên. Ngươi khả trăm ngàn bình tĩnh một chút, đừng với nàng mềm lòng, cũng đừng cùng nàng đi được thân cận quá, vài năm nay nàng hấp máu của ngươi còn chưa đủ lại nói, nàng đều kết hôn, nàng lão công tuy rằng là ngoài vòng tròn, nhưng này loại phú hào muốn chỉnh ngươi rất dễ dàng. Đủ. Du duệ quan điện thoại di động, xem trong gương chính mình, ánh mắt lạnh lùng, trong lòng ta có chừng mực, nhưng đại gia đến cùng là một cái kịch tổ, ngươi như vậy canh phòng nghiêm ngặt tử thủ xem cũng không dễ nhìn, theo ta thấy, nàng cùng hắn lão công quan hệ rất tốt, cũng sẽ không làm ra ngươi lo lắng này sự. Trần Khải nghĩ rằng thôi đi, đều nói tri nhân tri diện bất tri tâm, nhưng đối Nhạc Ninh, hắn đã là biết nhân biết mặt cũng biết nàng tâm, nàng chính là cái ma cà rồng. Cũng chính là du duệ, không biết trung cái gì cổ, ăn qua một lần mệt còn tin tưởng Nhạc Ninh. Trần Khải trong lòng thở dài, kỳ thật hắn cũng không muốn nói như vậy khó nghe, nói đến cùng vẫn là lo lắng Du Duệ. Khả những lời này Du Duệ không thích nghe, Trần Khải đành phải không đề cập tới, chỉ nói: "Đi, ta đây không nói." ngươi đêm nay hảo hảo nghỉ ngơi ngày mai còn muốn quay phim trần khải thủ hạ không chỉ mang du duệ một cái nghệ nhân ngày thứ hai còn có an bày nhưng trong lòng hắn thật sự lo lắng nhất về phòng của mình đã đem vé máy bay đổi ngày quyết định ngày thứ hai nhìn xem tình huống lại đi nhạc ninh không biết kịch tổ có người đối nàng canh phòng nghiêm ngặt tử thủ nàng nếu đã biết cũng không sẽ làm gì dù sao nàng là không thẹn với lương tâm hôm nay chụp ảnh Nhạc Ninh sáng sớm đứng lên đi ảnh bằng, thay quần áo làm tạo hình. Lần này là chính thức chụp ảnh, trang dung so với phía trước muốn tinh ranh hơn tế, quan là kiểu tóc liền làm nửa nhiều giờ. Nhạc Ninh tóc là dùng tóc giả phiến thêm chính mình tóc một tầng tầng làm ra đến, có trình tự cảm cũng sẽ không rất trường ra. Nàng mặt vẫn là bạch y, dùng quyên sa cắt mà thành, cuối trụy cảm tốt lắm, cũng có sáng bóng. Thắt lưng nhất thúc, đem nàng eo nhỏ buộc vòng quanh đến, dường như trong suốt liền có thể nắm chặt, phong tư yểu điệu, xinh đẹp động lòng người. Nhạc Ninh phía trước thử kính video clip bị công khai, kịch tổ nhân phần lớn xem qua, đương thời liền cảm thấy Nhạc Ninh hóa trang phù hợp thẩm phi tuyết cái nhân vật này, mà lúc này nhìn đến nàng, vẫn như cũ bị kinh diễm. Liền tính là Trần Khải loại này đối Nhạc Ninh đã sinh thành thành kiến nhân, cũng không khỏi bị kinh diễm một phen, nhưng hắn nhanh chóng tỉnh táo lại, nhìn về phía Du Duệ, gặp Du Duệ thần thái lãnh đạm, mới yên lòng. Buổi sáng chỉ an bày một hồi du duệ kịch một vai, hắn diễn hoàng sau thời gian không sai biệt lắm, bắt đầu cử hành khởi động máy nghi thức, bái thần. Mỹ thị truyền thông tài đại khí thô, cụ thể biểu hiện ở kịch tổ cung cấp cặp lồng đựng cơm thượng, bốn mặn một canh, có hưng có tố, phân lượng không nhỏ. Nhạc Ninh cầm một phần cặp lồng đựng cơm căn bản ăn không hết, phân một nửa cấp tiểu triệu. Lăng Duyệt nhìn đến cười nói, nhạc lão sư thực chiếu cố trợ lý a lăng duyệt không phải đặc biệt nhiệt tình tính cách nàng cùng nhạc ninh nói chuyện với nhau không nhiều lắm hiện tại lại đột nhiên mở miệng nhạc ninh trong lòng có chút kinh ngạc tiện đà nở nụ cười một chút dù sao ta cũng ăn không hết nhạc ninh nói xong dừng một chút còn nói lăng lão sư ngươi bảo ta nhạc ninh là tốt rồi ngươi nhường ta gọi ngươi nhạc ninh vậy ngươi cũng không cần như vậy khách khí đã kêu tên của ta đi Nhạc Ninh không có cự tuyệt, đổi giọng gọi tên. Không chỉ có là Lăng Duyệt, kêu kịch tổ những người khác thời điểm Nhạc Ninh đều là tên tự, hoặc là lấy ca tỷ xưng hô. Du Duệ vừa mới bắt đầu không phát hiện không đối, đến buổi chiều một tuần kịch chụp Hoàng Tài phản ứng đi lại, Nhạc Ninh cùng người khác đều là tên tương xứng, duy độc kêu hắn Du lão sư. Du Duệ trong lòng dâng lên một tia thản nhiên kỳ quái. Trong lòng hắn kỳ quái, Trần Khải lại cao hứng không được. Nhạc Ninh biết đúng mực là tốt rồi, hắn cũng đã hiểu quan tâm nhà mình ngốc tiểu tử nhất câu liền mắc câu. Trận này diễn sau khi kết thúc không có nghỉ ngơi bao lâu, trực tiếp chụp trận thứ hai, cũng chính là du duệ cùng Nhạc Ninh đối thủ diễn. Chụp là Nhạc Ninh cùng Phong Quân lần đầu tiên nói chuyện diễn, Thẩm Phi Tuyết niên kỹ tuy nhỏ, nhưng thiên tư xuất chúng, thường xuyên xuất ra cấp các sư để giảng đạo. Trận này chụp là giảng đạo khi Phong Quân đối Thẩm Phi Tuyết trong lời nói đề ra ý nghĩ của chính mình ở đồng môn sư huynh đệ đều vì thế phẫn nộ thời điểm, nhưng thẩm phi tuyết ở suy nghĩ qua đi, lại khẳng định phong quân trong lời nói. Tại đây khi thẩm phi tuyết trong mắt, phong quân bất quá là cái phổ thông đệ tử, cùng người xa lạ không sai biệt lắm, bởi vậy nhạc ninh biểu diễn khi bất luận là ánh mắt vẫn là ngữ khí đều là thập phần đạm mạc bình tĩnh. Tương đối, du duệ xem nhạc ninh ánh mắt sẽ phức tạp nhiều, trong ánh mắt hắn có âm thầm đè nén khát vọng cùng ái mộ, Du duệ đem điều này ánh mắt suy diễn phi thường tốt. Du duệ xuất đạo mấy năm nay, kỹ thuật diễn tuy rằng luôn làm người lên án, nhưng hắn chẳng phải hoàn toàn không có bản lĩnh. Hắn có trời cho, vài năm nay cũng tỉnh hạ tâm nghiên cứu, kỹ thuật diễn so với trước kia đại có tăng lên. Hơn nữa hắn là điển hình gặp mạnh tắc cường ngộ nhược tắc nhược, trận này diễn nhạc Ninh cảm xúc tuy rằng bình thản, nhưng nàng đối tiết tấu khống chế vừa đúng, mỗi một câu lời kịch thiết nhập đô vừa đúng. Mặt khác, nhạc Ninh lời kịch phi thường tốt. Vài năm nay phối âm thịnh hành, rất nhiều minh tinh lời kịch căn bản không được, thậm chí có người quay phim khi chỉ niệm chữ số, thế nào có thể không làm cho người ta ra diễn. Nhưng nhạc Ninh lời kịch đầy nhịp điệu, hơn nữa phù hợp nhân vật tính cách. Ở nàng kéo hạ, du duệ cũng vượt xa người thường phát huy. Một cái qua. Ngụy Bách vẻ mặt tươi cười, lớn tiếng nói. "Nhạc Ninh, ngươi vừa rồi diễn rất khá." Bảo trì ngươi hiện tại trạng thái." Hắn trong lời nói nói ra miệng, về xem nhân nghị luận ào ào đứng lên, Phan Tuyết hừ lạnh một tiếng, nói thầm nói. "Cũng không biết nàng cấp đạo diễn quán cái gì thuốc mê." Nàng trợ lý nghe được biến sắc. "Tuyết tỷ, đây là ở kịch tổ đâu?" Phan Tuyết nhìn xem người khác, gặp không có người xem chính mình, trong lòng có chút may mắn, vội vàng nhắm lại miệng. "Du duệ đối đạo diễn khoa nhạc Ninh không có gì không cam lòng." hắn cùng nhạc ninh đối diễn, đối nàng biểu hiện có xác thực cảm thụ, nhạc ninh diễn đích xác tốt lắm. Du Duệ xem nhạc ninh, tâm tình có chút phức tạp, hắn cảm thấy, nhạc ninh trở nên giống một cái diễn viên. Ninh tỷ, Tiểu triệu cầm tiểu phong phiến, tiêu tiêu cầm thủy đi lại. Nhạc ninh trực tiếp xem nhẹ Du Duệ ánh mắt, tiếp nhận tiêu tiêu trong tay thủy, một ngụm uống xong đi không ít. Tuy rằng đã là 8 tháng để, nhưng hoành điếm vẫn như cũ nóng bức, studio lý độ ấm lại cao này đoạn diễn không lâu nhưng sau khi kết thúc nhạc ninh cái tráng vẫn như cũ có hãng may mắn tiến tổ ngày đầu tiên quay chụp an bày cũng không chặt chẽ tam tràng diễn chụp hoàng đại gia đã đi xuống công cùng đi kịch tổ liên hoan du duệ cùng trần khải một chiếc xe đi khách sạn trên đường trần khải không ngừng nhìn lén du duệ vừa rồi kia một tuần kịch nhạc ninh là đỉnh chú ý đúng mực khả du duệ xem nhạc ninh cái kia ánh mắt thật sự xem trần khải trong lòng run sợ sợ du duệ đối nhạc ninh còn chưa có vong tình khả du duệ hiển nhiên không kiên nhẫn nhắc tới vấn đề này trần khải trong lòng rối rắm lại không biết có nên hay không nói nghẹn một đường xuống xe khi sắc mặt đều rất không tốt nhưng du duệ cũng không có chú ý tới điểm này đến khách sạn ghế lô sau hắn như thường cùng nhạc ninh chào hỏi cũng ngồi ở bên người nàng nhạc ninh cùng hắn đánh thanh tiếp đón sau liền quay đầu nói chuyện với lăng duyệt nhìn đến du duệ ở nàng bên cạnh ngồi xuống sửng sốt một chút nhìn về phía du duệ trong ánh mắt có rõ ràng nghi hoặc theo lẽ thường du duệ hẳn là ngồi ở đạo diễn bên kia mới đúng du duệ bị nhạc ninh cái kia ánh mắt vừa thấy tài phản ứng đi lại trong lòng hối hận khả lúc này đổi chỗ ngồi cũng không quá hảo chỉ có thể kiên trì ngồi trong ghế lô mọi người xem tới được ánh mắt đều có điểm ý vị thâm trường ngụy bách nhìn đến nói với hầu minh uyên chúng ta này đó lão nhân thật sự là không làm người thích xem bọn họ người trẻ tuổi đều tọa một khối không chịu đi lại a à. đạo diễn nói nơi nào nói du duệ vội vàng nói đi đến ngụy bách bên người ngồi xuống ta nhưng là sợ ngài ghét bỏ ta bất quá ngài nói ta như vậy an tâm bọn họ ngươi tới ta đi một phen nói cho hết lời trong ghế lô không khí thoải mái xuống dưới bữa này cơm chính là khởi động máy kịch tổ liên hoan, nhà tư sản không có tới, không khí thập phần sinh động, cũng tương đối thả lỏng. Đại gia đều uống lên chút rượu, nhưng uống không nhiều lắm, điểm đến tức chỉ, sau khi kết thúc đại gia cơ bản đều thuộc lạc đứng lên. Cơm nước xong, đại gia đi ra ngoài, trời đã tối rồi, đèn đường sáng lên, trên đường nghe hồng lóe ra, nhất phái phồn hoa cảnh tượng. Tám tháng để gió đêm đã có nhẹ nhẹ lương ý, nhạc ninh mặt đơn độc bạc, đơn giản tê, sớt quần đùi. Gió đêm thổi tới, nàng đánh cái rùng mình. Du Duệ nhìn đến đang muốn mở miệng, lại nhìn đến Nhạc Ninh tiếp gọi điện thoại. Tiếp điện thoại khi Nhạc Ninh thanh âm trở nên mềm mại, trên mặt cũng có nhợt nhạt tươi cười. Nga! Thần thần tưởng nói chuyện với ta nha, vậy ngươi đem điện thoại cho hắn. Không biết đầu kia điện thoại nói gì đó, Nhạc Ninh che miệng ba nở nụ cười, không, cv Lovely Day, không bạn thích bộ truyện này. Yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video. Chương 40 40 Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com Nghe đầu kia điện thoại tiếng cười, Hạ Tấn Vinh nghiêm trang nói. Thật là thần thần nghỉ ngươi. Hạ Tấn Vinh nói xong, mở ra hạ cảnh thần cửa phòng đi vào, đưa điện thoại di động lấy xa một chút, hạ giọng nói với hạ cảnh thần. Mẹ điện thoại hạ cảnh thần đang ở viết chữ nghe nói như thế trên mặt lập tức lộ ra tươi cười vừa đúng hạ tấn vinh đưa điện thoại di động lấy đến hắn bên tai hắn lớn tiếng nói mẹ được đến đáp lại sau tiểu gia hỏa liền hỏi mẹ ngươi chừng nào thì trở về nha ta rất nhớ ngươi nhạc ninh cười yếu ớt trả lời hạ cảnh thần trong lời nói nghe được nàng trả lời hạ cảnh thần hiển nhiên thực thất vọng nhạc ninh kiên nhẫn giải thích nói mẹ hội tận lực trừ thời gian trở về, trong khoảng thời gian này ngươi ở nhà muốn ngoan ngoãn Nga. Bọn họ đoàn người đứng lại khách sạn bên ngoài chờ xe đi lại, du duệ cách nhạc ninh rất gần, nghe được lời của nàng trong lòng âm thầm kinh ngạc. Nhạc ninh trước kia rất ít có như vậy hảo hảo nói chuyện thời điểm, trừ bỏ vừa mới bắt đầu ở cùng nhau kia đoạn thời gian nhạc ninh nói chuyện với hắn khi ôn thanh lời nói nhỏ nhẹ, mặt sau bọn họ luôn tranh cãi. Nàng dường như luôn không vừa lòng, không vừa lòng hắn cùng khác nữ minh tinh chuyện xấu, không vừa lòng bọn họ chính là địa hạ tình cảm lưu luyến, cũng không vừa lòng sự nghiệp của hắn. Cảm tình tại như vậy ở chung trung từ từ biến mất, giữa bọn họ cuối cùng mỗi người đi một ngã. Nghe nhạc ninh dỗ đầu kia điện thoại, có thể là tiểu hài tử thanh âm, du duệ tưởng, nguyên lai nhạc ninh cũng có thể như vậy ôm nhu nói chuyện. Nhìn đến du duệ lực chú ý ở nhạc ninh nơi đó, Trần Khải không thể không kéo kéo du duệ thủ nói xe đến nga du duệ phục hồi tinh thần lại chờ bọn hắn ngồi vào trong xe trần khải nhìn đến du duệ còn ra bên ngoài nhìn quanh nhìn không được nói nhân đã kết hôn du duệ thu hồi ánh mắt ta biết biết ngươi còn nhìn chằm chằm nàng du duệ nhíu mi nói ta cuối cùng cảm thấy nàng giống như không giống với trần khải cười lạnh một tiếng biến ôn nhu thôi ta đã sớm nói qua, loại này nữ nhân đối nhân có hai phó gương mặt, cũng chính là ngươi thích nàng, nàng mới dám ở ngươi trước mặt hoành, ngươi xem nàng gả cho hạ tấn vinh thì thế nào. Đừng nói hoành, còn phải trang ôn nhu làm hảo mẹ kế. Lời này không quá lọc vào tai, du duệ mày nhăn, lại nói không nên lời phản bác trong lời nói. Ngươi thật sự, đối nàng đừng quá để bụng, trước kia giáo huấn chẳng lẽ ngươi đã quên. Nàng người này một lòng một dạ gã hào môn, ngươi lưu không được nàng. Nói tới đây, Trần Khải có chút lời nói thấm thía đứng lên. Du Duệ thần sắc dần dần bình tĩnh, cúi mâu nói. Ta đã biết. Đại khái là theo nhạc ninh tách ra, hạ cảnh thần đêm nay như là có nói không xong trong lời nói, mãi cho đến khách sạn, lần này trò chuyện vẫn như cũ không có kết thúc. Cuối cùng vẫn là hạ tấn vinh nói chờ hắn nghỉ phép, dẫn hắn đến phim trường tìm nhạc ninh, tiểu gia hỏa tài lưu luyến không rời đem điện thoại cấp hạ tấn vinh nhạc ninh nằm ở trên giường nhắm mắt lại cùng hạ tấn vinh gọi điện thoại hạ tấn vinh thanh âm thông qua sóng điện truyền tới có chút sai lệch nhưng vẫn như cũ rất êm tai hạ diễn sao hôm nay kết thúc sớm kịch tổ đi ra ngoài liên hoan hiện tại đã về khách sạn ngươi đâu không có tăng ca hạ tấn vinh nói nhạc ninh lại cười rộ lên thật sự nha khó được khó được hai người tùy ý hàng huyên, nói đến cũng lạ, phía trước bọn họ luôn nói xong nói xong liền tẻ ngắt, nhưng đêm nay lại hàng huyên thật lâu. Nhạc Ninh cũng là lần đầu tiên cùng Hạ Tấn Vinh nhắc tới chính mình công tác. Hôm nay vỗ tam tràng diễn, có một hồi là ta cùng du duệ đối thủ diễn, kỳ thật cũng không tính là đối thủ diễn, trận này là đàn diễn, bất quá chụp đỉnh thuận lợi, một cái đã vượt qua. Lợi hại như vậy. Hạ Tấn Vinh thập phần cổ động nhạc ninh vừa cười ha ha ta vốn liền rất lợi hại hạ tấn vinh ý vị thâm trường nga một tiếng nhạc ninh nghĩ đến nguyên chủ trước kia này chiến tích cảm thấy lời này giống như không có gì thuyết phục lực đành phải nói ngươi chờ xem ta sớm hay muộn muốn phủng một tòa cúp trở về lời này cũng không biết hạ tấn vinh tin vài phần nhưng hắn thập phần phối hợp như vậy ta đây nhường phùng không thu thập một gian trưng bày thất xuất ra chuyên môn cho ngươi phóng cúp Nhạc Ninh nghe xong cười không ngừng, qua một hồi tươi cười lại pha nhạc. Này trưng bày thất trong khoảng thời gian ngắn sợ là không dùng được, về phần trường kỳ. Nàng cùng Hạ Tấn Vinh về sau hội đi đến thế nào một bước chính nàng đều không xác định. Ngẫm lại tổng cảm thấy rất xa xôi. Này một cuộc điện thoại đánh thật lâu, Nhạc Ninh đầu tiên là cùng Hạ Cảnh Thần Hàng Huyên nửa nhiều giờ, lại cùng Hạ Tấn Vinh Hàng Huyên nhanh một giờ, kết thúc người đương thời đã thực mệt nhọc, treo điện thoại, tùy tiện rửa mặt trở lại trên giường ngã đầu liền ngủ quay phim này đối nhạc ninh mà nói cũng không khó ngao nàng trước kia quay phim ở thâm sơn lão lâm lý đều đợi qua internet không tốt di động đều vô pháp ngoạn lần này quay phim tốt xấu ở hoành điếm nơi nơi có internet không diễn chụp thời điểm có thể ngoạn di động tuy rằng kịch tổ quay chụp tiến độ an bày nhanh nhưng nhạc ninh vốn sẽ không là nhân vật chính một ngày quay phim lượng công việc nhiều lắm thất bát mấy giờ cũng không tính trọng. Chính là có đôi khi chờ diễn phân thời gian tương đối dài, loại này thời điểm Nhạc Ninh cũng phần lớn là ở xem kịch bản, cân nhắc nhân thiết. Nhạc Ninh tiếng tổ tiền thực không chịu xem trọng, nàng trước kia thanh danh bãi ở nơi đó, kỹ thuật diễn lạng là có tiếng, vừa mới bắt đầu kịch tổ nhân thảo luận đến nàng đều là mặt hiện lúng túng, lại không nghĩ rằng nàng tiến tổ sau cư nhiên là nờ dê ít nhất một cái. Lăng Duyệt kỹ thuật diễn ở hoa nhỏ trung xem như không sai mặc kệ là ngự tỷ vẫn là đáng yêu nàng đều có thể hát dây trụ, không nhường nhân ra diễn. Vài năm nay lăng duyệt kỹ thuật diễn thông cảo không biết phát ra bao nhiêu, trên tay tuy rằng một cái thưởng đều không có, nhưng là làm cho người ta một loại kỹ thuật diễn phái cảm giác. Khả nàng chân chính cùng nhạc ninh chống lại, ai kỹ thuật diễn rất tốt vừa xem hiểu ngay. Nhạc ninh kỹ thuật diễn tự nhiên thuần thục, hơn nữa nàng diễn trò không riêng, không giống có diễn viên không nên ngăn chặn đối phương tài năng biểu hiện chính mình kỹ thuật diễn hảo. Nàng hội mang theo đối phương đi, dẫn đường đối phương, bởi vậy nàng cùng người khác đối thủ diễn cũng không có áp chế đối phương, mà là hai người góc bù. Này hoàn toàn là ngụy Bách muốn nhất hiệu quả, hắn là chụp phim truyền hình cũng không phải chụp một người kịch một vai, nếu cái loại này không có đoàn thể ý thức, chỉ biết là biểu hiện chính mình diễn viên, kỹ thuật diễn dù cho ngụy Bách cũng không dám dùng bằng không diễn viên khả năng trở thành bộ diễn lớn nhất loan loán điểm, nhưng là khả năng trở thành duy nhất loan loán điểm. Ngụy Bách là đạo diễn, hắn vì chỉnh bộ diễn lo lắng. Hạ Tấn Vinh nói chờ Hạ Cảnh Thần nghỉ phép liền dẫn hắn nhìn nhạc ninh, nhưng Hạ Tấn Vinh chính mình công tác bận rộn, nhà trẻ giả bộ kỳ, nhưng Hạ Tấn Vinh nhưng không có. Với hắn mà nói, ngày nghỉ tăng ca đều là chuyện thường, có một số việc có thể thôi, nhưng có một số việc lại thôi không xong hắn cũng không ở nhà đợi bao lâu bởi vì đàm một cái hợp tác nhạc ninh tiến tổ thứ hai chu hạ tấn vinh liền đi công tác này vừa đi chính là đại nửa tháng rồi trở về khi trung thu đều đã qua nhanh tận lực bồi tiếp quốc khánh đến tận đây tiên linh truyền khởi động máy đã hơn một tháng theo khởi động máy đến bây giờ kịch tổ luôn luôn không có an bày phan thám bang thừa dịp quốc khánh cơ hội rõ ràng an bày một chút lần này tới được vài cái diễn viên chính đều có không ít phan đi lại Lăng Duyệt cùng Du Duệ không cần phải nói, bọn họ là đương hồng sinh hoa, về bộ phan mấy ngàn vạn, quay phim trong khoảng thời gian này phan tuy rằng không có thể đến thám bang, nhưng tiếp ứng luôn luôn cũng không thiếu. Tiếp ứng cũng là vài năm nay truyền tiếng quốc nội, phan góp vốn tiếp ứng, ở thần tượng tiến tổ quay phim khi tặng lễ vật ăn uống tiếng vào đều là chuyện thường. Phát triển đến nay, tiếp ứng đã trở thành phàn so với phương thức, người nói người nhân khí cao, phan tiếp ứng không được cũng sẽ bị trào. Nhạc Ninh là không có này đó, đổ không phải nàng không có fan, nàng phía trước thử kính video clip cũng hút nhất ba fan. Người mới là nhiệt tình nhất, tạp tiền cũng không nương tay. Nhạc Ninh cũng có đại phấn, phía trước liên hệ qua công ty bên này, lại chuyển đạt đến Nhạc Ninh nơi này, Nhạc Ninh nghe nói sau trực tiếp cự tuyệt. Nàng không quá thích tiếp ứng phương thức này, một cái là nàng là diễn viên, làm này đó không tất yếu, nhị là quá lãng phí tiền, tam còn lại là góp vốn loại sự tình này dễ dàng nhất phát sinh tham ô, tham ô góp vốn quản chuyện, tổ chức chuyện này tuy rằng là nàng đại phấn, nhưng nhân tâm cách cái bụng, nhạc ninh vô pháp hoàn toàn tin tưởng người khác, chẳng rõ ràng ngăn chặn chuyện này. Nhạc ninh chẳng những cự tuyệt tiếp ứng, càng làm cho ôn khiết đem chính mình thái độ chuyển đạt cấp đối phương. Nhạc ninh đại phấn biết nàng thái độ, lại đem nàng ý kiến chuyển đạt cấp khác phan, cuối cùng mọi người thương lượng đem kia bút tiền quyên đi ra ngoài. Chuyện này ở trên mạng còn khiến cho một trận thảo luận, nhạc ninh làm như vậy cũng khiến cho nhất ba người qua đường hảo cảm. Bất quá tiếp ứng có thể trực tiếp cự tuyệt, loại này thám ban cũng là không tốt trực tiếp chống đẩy, hơn nữa thám ban thời gian tuyển ở quốc khánh, học sinh không đến mức chậm trễ học nghiệp, đi làm tộc không cần chậm trễ công tác. Lần này thám ban, nhạc ninh cũng tới rồi mấy chục cái phan, so ra kém nam nữ nhân vật chính, nhưng ở phối hợp diễn trung cũng không tính rất xấu hổ trừ bỏ phan, còn an bày phóng viên phỏng vấn. Nhạc Ninh cùng Du Duệ dù sao cũng là tiền người yêu lại hợp tác, quay phim trong khoảng thời gian này luôn luôn thực tị hiềm, lần này phỏng vấn cũng là, Du Duệ cùng Lăng Duyệt cùng nhau nhận phỏng vấn, Nhạc Ninh còn lại là cùng cừu lục phan tuyết cùng nhau. Tuy rằng như thế, lần này phỏng vấn thông cảo phát sau khi ra ngoài, Nhạc Ninh Du Duệ lại tục tiền duyên tin tức vẫn như cũ bay đầy trời. Bột cá cùng chanh đều tức giận đến phải chết, một cá mắng to nhạc ninh cấp lại du duệ, cũng mắng phóng viên bệnh thần kinh loạn viết. Chanh cũng sẽ không nằm ai mắng, trực tiếp đem hạ tấn vinh cùng du duệ phóng tới cùng nhau tương đối, đem du duệ tổn hại cái để chỉ thiên, sau đó chung đem chiến hỏa nhắm ngay hạt viết phóng viên. Này đó đều là tiểu triệu thuộc lại cấp nhạc ninh, hắn tuy rằng là cái nam nhân, nhưng so với tiêu tiêu bác quái hơn, sinh động như thật đem trận này đại chiến nói với nhạc ninh. Ninh tỷ ngươi xem này đối thoại đặc biệt khôi hài. Tiểu triệu cười đến không được, đưa điện thoại di động đưa cho nhạc ninh. Nhạc ninh nằm ở trên giường chuẩn bị nghỉ ngơi, nghe được tiểu triệu trong lời nói tiếp qua di động. Đây là một đoạn bột cá cùng chanh tê bức mô phỏng đối thoại, đại khái là Bột cá Chúng ta duệ duệ bộ dạng xoái Chanh Hạ tổng so với hắn có tiền Bột cá Chúng ta duệ duệ kỹ thuật diễn hảo Chanh Hạ tổng so với hắn có tiền. Bột cá. Chúng ta duệ duệ tính cách hảo. Chanh. Hạ tổng so với hắn có tiền. Nhạc Ninh nàng trầm mặt một chút, đưa điện thoại di động ném cho Tiểu Triệu, ngươi về phần sau. Không khôi hài sao? Nhạc Ninh có lệ gật đầu. Khôi hài khôi hài, ta muốn đi ngủ, ngươi trở về đi. Tiểu Triệu gặp Nhạc Ninh vẻ mặt mỏi mệt, nghĩ nàng gần nhất diễn phân nhiều. Hôm nay cũng là, theo rạng sáng 5, 6 điểm chụp đến bây giờ. Mặc dù có một nửa thời gian đang đợi diễn, nhưng kịch tổ người đến người đi cũng không tốt nghỉ ngơi. Nhạc Ninh lại không giống nam nữ diễn viên chính, nhân khí cao lại là hàng năm ở hoành điếm, hoặc là công ty an bày hoặc là tự trả tiền mua, đều có bảo mẫu xe. Nhạc Ninh chỉ có công ty an bày một chiếc bánh xe, toa xe hẹp hòi, cho dù ngủ cũng ngủ không an ổn. Theo buổi sáng 5-6 điểm đến bây giờ hơn 11 giờ, làm bằng sát nhân đều phải chịu không nổi. Tiểu triệu nghĩ, không lại nhiều đợi, cùng nhạc ninh nhanh chóng đúng rồi một lần ngày mai công tác an bày, nói xong sau liền mang theo tiêu tiêu ly khai. Tiểu triệu vừa đi, nhạc ninh nhắm mắt lại muốn ngủ, ai biết một thoáng chốc, cửa lại truyền đến tiếng đập cửa. Nhạc ninh đứng lên, mặc dép lê qua đi mở cửa, mở cửa khi ngữ khí có chút bất đắc dĩ đều nói ta muốn đi ngủ, ngươi thế nào lại qua, nàng bán hiếp mắt ánh mắt, tựa vào cửa nhìn về phía cửa nhân, nói chuyện thanh âm im bạc đình chỉ, không, CV Bilovelli đây, không. Bạn thích bộ truyện này? Yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video.